Thiên Đạo Đồ Thư Quán, Trương Huyền. Chương 3011, cưới hết là được. 1. Tạm biệt Lạc Thất Thất, mọi người Trương gia liền bay ra, nhìn kiến trúc huy hoàng cao vút trước mắt, Trương Huyền tựa như một giấc chiêm bao. Lần này chỉ sợ là triệt để tổn thương cô gái hiền lành kia. Nhưng không yêu chính là không yêu, về sau đau lòng, còn không bằng giải quyết dứt khoát. Trên tình cảm, hắn không muốn chậm trễ người khác, cũng không muốn bởi vì mình, để càng nhiều người đau lòng. Luyến tiếc, Lạc Nhược Hy nhìn qua. Trương Huyền không có trả lời, lắc đầu nói. Ta vẫn cho rằng ngươi là Lạc gia tiểu công chúa, mới gây ra loại hiểu lầm này. Biết rồi. Lạc Nhược Hy nhẹ gật đầu, lần nữa khôi phục bộ dáng vắng lặng trước đó. Chân tướng làm sao, ta còn có thể phân rõ. Ngươi mới vừa nói, muốn dẫn ta đi một nơi, là nơi nào? Thấy nàng hiểu được, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, nhịn không được hỏi. Ngươi có phải đang điều tra sự tình Triệu Nhã, Ngụy Như Yên cùng Viên Đào bị bắt hay không? Lạc Nhược Hy mỉm cười. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Ngươi biết bọn họ ở đâu? Ở đâu, ta không biết, có điều ai bắt đi, đã đoán được. Lạc Nhược Hy nói. Là ai? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nắm đấm Trương Huyền siết chặt, ánh mắt híp lại. Ra tay với đám người Triệu Nhã, chính là xuống tay với hắn, nếu như cho biết là ai, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Lai lịch còn không thể xác nhận, có điều lần này mang ngươi, chính là đi ngăn cản bọn họ. Lạc Nhược Hy nói. Ngăn cản, chẳng lẽ bọn họ còn muốn bắt người? Trương Huyền chấn động. Là đi tìm một vật. Lạc Nhược Hy giải thích. Hẳn là một cái truyền thế thiên phù. Quả nhiên là muốn mở khổng miếu, nhất định phải ngăn cản. Nghe đối phương quả nhiên muốn đi tìm thiên phù, Trương Huyền hừ lạnh. Cái này giống như hắn đoán, khẳng định thoát không được quan hệ với dị linh tộc. Người gia tộc các ngươi cũng đừng có mang theo, nhiều người, phiền phức liền nhiều. Thực lực đám người Trịnh Dương, Viên Đào xem như không tệ, có điều lần này đi địa phương rất nguy hiểm, ý kiến của ta là, trước đừng mang, thân nhẹ lên đường, gặp được phiền phức càng dễ dàng giải quyết. Lạc Nhược Hy nói tiếp. Càng nhiều người càng phức tạp, rất dễ dàng bị phát giác, huống chi trong Trương gia mạnh yếu không đều, một khi bị người khác bắt lại, sẽ trở thành con tin tiến hành áp chế. Mặc dù thực lực đám người Trịnh Dương cực mạnh, nhưng kinh nghiệm giang hồ quá yếu, đi tới hiểm địa, rất dễ dàng xuất hiện nguy hiểm, để hắn bị động. Cũng tốt, chỉ là nếu như chúng ta rời đi, người bắt Triệu Nhã lần nữa tới, chẳng phải phiền phức. Trương Huyền có chút lo lắng. Yên tâm đi, Dương Sư ở đây, nhiều cao thủ như vậy, coi như thật đến, cũng sẽ không công mà lui. Lạc Nhược Hy mỉm cười. Cũng phải. Trương Huyền gật đầu. Dương Sư, Hưng Mộng Kiếm Thánh, Trịnh Dương, Lộ Sung cùng rất nhiều cao thủ chiến sư đường, cổ thánh đích thân tới cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt, người bắt Triệu Nhã thực lực mạnh hơn, khẳng định cũng không có phương pháp. Đi thôi. Làm ra quyết định, Trương Huyền không có quá nhiều nói nhảm, nói với cha mẹ một câu, lại trả về Trương gia gia chủ lệnh, để hắn nâng đỡ Trương Cửu Tiêu làm gia chủ, xoay người theo Lạc Nhược Hy bay đi. Chương 3012, cưới hết là được. 2. Vị, Lạc Nhược Hy này, rốt cuộc là ai? Thấy hai người bay đi, Mộng Kiếm Thánh nhịn không được nữa, nhìn về phía Dương Sư. Nơi này, kiến thức của hắn uyên bác nhất, nếu có người có thể nhận ra thân phận đối phương, cũng chỉ có hắn. Ta cũng không biết, bất quá, rất có khả năng liên quan đến tới nơi đó. Dương Sư chần chờ một chút, nói. Ở đâu? Mộng Kiếm Thánh còn có chút không hiểu, liền nghe Hưng Kiếm Thánh chen vào nói. Dương Sư nói là Chư Tử Bách Gia. Không sai, năm đó Khổng Sư rời đi không lâu, tất cả học sinh của hắn nhao nhao biến mất, tuy mịt mù không tin tức, nhưng căn cứ người đời sau ghi chép cùng phỏng đoán, hẳn là đến một phương thế giới rời xa đại lục. Vẻ mặt Dương Sư nghiêm túc. Quãng thời gian trước, danh sư đường đưa tin cho ta, nói kèm theo khổng miếu lay động, hậu nhân của Chư Tử Bách Gia cũng xuất hiện tung tích, thậm chí xuất hiện diễn hư thể mà thiên cơ sư không cách nào suy tính, chỉ là lóe lên liền biến mất, tìm không ra đầu mối, cũng liên lạc không được. Vị Lạc Nhược Hy này, bất ngờ xuất hiện, đồng tử bên người lại cường đại như vậy, có lẽ đúng là bọn họ. Chư Tử Bách Gia, được khổng sư thân truyền, tu bí tịch cường đại, trời sinh mạnh mẽ, nói như vậy, đến thật có thể là bọn họ. Mộng Kiếm Thánh giật mình. Trước đó còn cảm thấy, Huyền Nhi không có ánh mắt, ném dưa hấu nhặt vừng, nếu là hậu nhân của Chư Tử Bách Gia, vậy ta an tâm.
nói xong sắc mặt còn đắc ý. Trương gia thông gia Lạc gia, dựa theo tình huống bình thường, là kết cục hoàn mỹ nhất, không chỉ có thể để Trương gia thanh thế càng lớn, còn có thể để nhi tử một bước lên trời, nắm giữ thế lực chân chính có thể chống lại danh sư Đường. Nhưng nhi tử không thích, vậy cũng không có cách nào. Mắc nợ nhi tử nhiều như vậy, lần nữa gặp mặt, chỉ muốn để hắn thuận tâm ý. Vốn cho rằng lần này thiệt hại rất lớn, không nghĩ tới lại ngoài ý muốn liên hệ với người của chư tử Bách gia, nói như vậy, không những không có mất đi, ngược lại sau này thành tựu vô hạn. Tình cảm không phải cân nhắc được mất. Nhìn thấy bộ dáng này của vợ, Hưng Kiếm Thánh im lặng lắc đầu. Trương gia cùng Lạc gia thông gia, thời không liên hợp, là mấu chốt mở ra Khổng Miếu, hiện tại náo thành như vậy, Khổng Miếu mở không ra, ảnh hưởng không riêng gì danh sư Đường bố cục, càng quan trọng hơn là nhân tộc an nguy. Nói thật, hắn cũng có chút ghen ghét. Từ khi nhi tử xuất hiện, hắn làm chồng, ở trong lòng vợ không có một chút trọng lượng. Ngày ngày bị mắng không nói. Chuyện lớn như vậy không đi nghĩ, hết lần này tới lần khác suy nghĩ nhi tử tìm con dâu. Khổng Miếu mở không ra, còn có những người khác, liên quan gì nhi tử của ta chỉ hy vọng từ nay về sau hắn bình an. Mộng Kiếm Thánh khoát tay áo. Lòng dạ đàn bà. Hưng Kiếm Thánh vung tay. Ngươi lặp lại lần nữa. Mộng Kiếm Thánh giận dữ. Được rồi, tuy hiện tại Khổng Miếu xuất hiện biến cố, nhưng còn không có triệt để hiển lộ dấu vết, cách xuất thế hẳn còn có một đoạn thời gian. Sư huynh còn có thời gian làm việc. Hơn nữa, nhìn bộ dạng của tiểu công chúa, vẫn tình căn thâm trùng với sư huynh, đến lúc đó cẩn thận giảng giải, lấy đại cục làm trọng, sẽ không có vấn đề quá lớn. Dương sư nói, tuy ngày hôm nay huyên náo không vui, nhưng chỉ cần tiểu công chúa không có quyết liệt, liền có thể cứu vãn được. Lại nói vô số tiên tổ Lạc gia vì nhân tộc, xông pha khói lửa, nói rõ trung nghĩa, mặc dù lần này rất mất thể diện, nhưng chỉ cần giải thích cặn kẽ, còn có thể làm dịu. Dương sư nói không sai, trở lại ta khuyên nhi tử, đại trưởng phu tam thê tứ thiếp không tính là gì, thực không được, cũng thu tiểu công chúa, người xem nhà đầu kia lớn lên rất xinh đẹp, mấu chốt nhất là cái mông cong, mắn đẻ. Quan tâm nàng cái gì Lạc Nhược Hy, cái gì Lạc Thất Thất, đều lưu lại chẳng phải tốt hơn. Mọi người tất cả đều vui vẻ. Mộng Kiếm Thánh gật đầu. A Mộng nói đúng, đại trượng phu, tam thê tứ thiếp, cưới nhiều một cái cũng không quan trọng. Hưng Kiếm Thánh lên tiếng gật đầu. Tam thê tứ thiếp, họ Trương, người còn muốn cưới mấy cái. Mộng Kiếm Thánh cười lạnh một tiếng, trong mắt mang theo sát ý. Ta nói là nhi tử. Hưng Kiếm Thánh như rơi vào hầm băng, suýt chút nữa khóc. Thật không phải nói ta. A hát, cứu mạng, a hát, về sau không dám nói, đúng, đúng, nghĩ cũng không dám nghĩ. Chương 3013, Bạch Khê Sơn. Lần này địa phương muốn đi, là Bạch Khê Sơn của Liên minh Đế quốc. Đứng ở trên lưng thú một con thánh thú, nhìn mây trắng phía trước nhanh chóng bay lượn, Lạc Nhược Hy giải thích nói. Bạch Khê Sơn. Thân thể Trương Huyền sững sờ. Ta biết nơi này. Từ trong tay Thanh Điền Hoàng lấy được tranh vẽ, từng vẽ ra hình dạng dạng núi này, trong đó có hư ảnh Khổng Sư xuất hiện, về sau bị hắn đổi thành mỹ nữ đi tắm. Lúc ấy một mực không biết cụ thể ở đâu, còn hỏi thăm Lạc Huyền Thanh, mới được câu trả lời chính xác. Lại về sau, sự tình lần lượt từng kiện, một mực không có cơ hội đi qua nhìn một chút. Chẳng lẽ cái gọi là Khổng Sư hư tượng, còn ẩn giấu truyền thế thiên phù hắn lưu lại. Này thật sự có khả năng, nếu không, cũng không có khả năng dẫn tới dị linh tộc Thanh Điền Hoàng thất sốc toàn bộ lực lượng, thậm chí ngoan nhân cũng dính dáng trong đó. Nếu biết địa phương, không bằng sử dụng truyền tống trận, tốc độ càng nhanh. Biết vị trí muốn đi, Trương Huyền nói. Này thì không cần. Lạc Nhược Hy mỉm cười. Sắp đặt trận pháp quá phiền toái, hơn nữa không quá an toàn. Một thần. Vâng. Đồng tử nhẹ gật đầu, tiến về phía trước một bước. Đi tới trước cửa sổ, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Phần phật. Không khí trước mắt điên cuồng vặn vẹo, không gian cũng xuất hiện gấp khúc, thời gian nháy mắt, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy càng chuyển càng nhanh, ảnh hưởng phạm vi cũng càng lúc càng lớn, rất nhanh ở nơi trung tâm nhất, giống như mắt bão, tạo thành một khu vực ổn định mà trống không. Hô! Thánh thú như sớm đã thành quen loại tình cảnh này, cánh vũ động, thẳng tắp vọt tới. Đây là áp xúc không gian. Trong lòng Trương Huyền chấn động, khuôn mặt khó tin. Cường giả lợi hại có thể áp xúc không gian, làm được xúc địa thành thốn, một bước ngàn dặm. Vốn cho rằng chỉ là truyền thuyết,
không nghĩ tới đồng tử trước mắt tiện tay làm được. Không tính áp xúc không gian, đây là một loại lợi dụng không gian mà thôi. Đồng tử cười cười, nhìn về phía trước. Không gian bình thường, chúng ta thoạt nhìn cực kỳ ổn định, không có kẽ hở, xem như thần thức cũng không cách nào phát giác dị thường. Nhưng trên thực tế có một ít lỗ sâu đặc thù tồn tại, chỉ cần tìm được liền có thể nhẹ nhõm nhảy đến chỗ xa hơn, từ đó không nhận khoảng cách ràng buộc. A-hát! Trương Huyền cái hiểu cái không? Tuy hắn học qua diễn không thiên thư, nhưng chỉ đạt đến đệ tam trọng, khoảng cách đỉnh phong nhất còn rất xa. Loại bước nhảy không gian này là thủ đoạn cường giả cổ thánh mới có thể sử dụng, một thần cũng mượn một số huyết dịch thánh thú đặc thù, hơn nữa lý giải không gian mới thành công. Lạc Nhược Hy giải thích. Trương Huyền gật đầu, trong lòng nhịn không được tò mò. Một thần bằng chừng ấy tuổi, tại sao có thể có thực lực cường đại như vậy? Vị đồng tử trước mắt này, thoạt nhìn 13-14 tuổi, lại nắm giữ thực lực mình phải sử dụng khổng sư tinh huyết mới có thể địch nổi. Cho dù tận mắt nhìn thấy, cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Hắn huyết mạch đặc thù, thoạt nhìn nhỏ tuổi, trên thực tế lại sống không biết bao lâu. Lạc Nhược Hy lắc đầu, không tiếp tục xoắn suýt ở vấn đề này, chỉ về phía trước. Đến rồi. Vội vàng nhìn về phía trước, lúc này Trương Huyền mới phát hiện thánh thú phi hành đã xuyên qua thông đạo, một sơn mạch nguy nga bất ngờ xuất hiện ở trước mắt. Ngọn núi lớn này cắm vào trong mây không biết cao bao nhiêu, chiếm diện tích bao la, cũng không biết rộng bao nhiêu, nhìn một cái, cảm giác áp bách to lớn đấu đá đến, để cho người ta hô hấp không trôi chảy. Là Bạch Khê Sơn. Vẻ mặt Trương Huyền nghiêm túc. Ngọn núi lớn trước mắt này, chính là trước đó ở trong bức họa nhìn thấy, giống nhau như đúc, không sai chút nào. Chỉ bất quá chân thực càng thêm nguy nga, càng làm cho người rung động. Truyền thế thiên phù ngay ở trong dạng núi này, vị trí cụ thể ở đâu? Ta cũng không rõ lắm, có điều có thể dùng đồ vật đặc thù tiến hành điều tra. Lạc Nhược Hy nói, cổ tay nhẹ nhàng vạch một cái, một đồ vật giống như quyển sách xuất hiện ở trước mặt. Quyển sách này mang theo khí tức đặc thù, cho người ta một loại cảm giác tựa như ảo mộng. Trương Huyền nhìn một cái, đang muốn nói chuyện, đột nhiên cảm giác được cái gì, cổ tay khẽ đảo, một thủy tinh cầu xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Khâu Ngô Cung. Di tích này là tôi tớ của khổng sư Khâu Ngô cổ thánh lưu lại, cùng Lạc Nhược Hy ở đây xác định quan hệ tình lữ, thời khắc này Khâu Ngô Cung không ngừng lay động, hình như đối với thư tịch kia có tình cảm đặc thù gì. Cái này. Trương Huyền tràn đầy nghi ngờ. Làm trưởng khống giả của Khâu Ngô Cung, hắn rõ ràng cảm thụ được thư tịch trước mắt. Cùng thủy tinh cầu trong lòng bàn tay là nhất mạch, có nguồn gốc không thể dứt bỏ. Quyển sách này, chính là lấy được từ trong Khâu Ngô Cung, có thể nhờ vào đó tìm kiếm vị trí cụ thể của truyền thế thiên phù. Nhìn ra trong lòng hắn nghi ngờ, Lạc Nhược Hy nói. Cái này, Trương Huyền sững sờ. Lúc đó hắn cùng nữ hài trước mắt một mực ở cùng một chỗ, lúc nào cầm đi cái này, lại không hiểu rõ tình hình. Trong truyền thuyết, Khâu Ngô Cung tồn tại bảo vật có thể tìm kiếm truyền thế thiên phù, hắn từng chuyên môn đi vào mấy lần, cũng không có phát giác, không nghĩ tới đã đến trong tay nàng. Ta đi vào Khâu Ngô Cung chính là vì tìm thứ này, sau khi đi vào cung điện, từng đơn độc đi lại một đoạn thời gian, chính là lúc này tìm được. Thấy hắn nghi ngờ, Lạc Nhược Hy giải thích. Trương Huyền gật đầu. Lúc trước nữ hài khăng khăng muốn cùng hắn đi vào Khâu Ngô Cung, cuối cùng bảo vật gì cũng không có muốn. Công pháp bí tịch cũng không liếc mắt nhìn, thậm chí ngay cả cung điện cũng bị mình luyện hóa, vẫn cảm thấy rất kỳ quái, nguyên lai mục đích là cái này. Ông! Đang khi hai người nói chuyện, thư tịch phát ra một tiếng kêu khẽ, thẳng tắp bay lên núi. Đuổi theo! Lạc Nhược Hy không nói thêm lời, theo sát nó, Trương Huyền cũng theo sau, thời gian không dài, đi tới giữa sườn núi, thư tịch ngừng lại. Chính là chỗ này! Trương Huyền nhẹ gật đầu. Nơi này chính là địa phương trong tranh vẽ lúc trước, bị hắn đổi thành mỹ nhân đi tắm. Xem ra quyển sách này tìm kiếm không có sai lầm chút nào, nơi đây hẳn có không gian gấp, có thể đi vào di tích nơi nào, từ đó tìm kiếm truyền thế thiên phù. Xác định vị trí, chúng ta ở đây chờ đợi là được, không có gì bất ngờ xảy ra, người bắt Triệu Nhã, Ngụy Như Yên nhất định sẽ tới. Lạc Nhược Hy vẫy tay một cái, thư tịch thu về nhẫn, cũng không vội tìm kiếm không gian gấp. Truyền thế thiên phù, Trương gia, Lạc gia cùng danh sư đường đều có một cái, người xác định bọn họ sẽ đến. Trương Huyền nghi ngờ. Mục đích của đối phương là mở ra khổng miếu, hiện tại đã bắt được đám người Triệu Nhã, coi như muốn tìm kiếm truyền thế thiên phù, danh sư đường, Trương gia, Lạc gia là mục tiêu lớn nhất,
không có khả năng biết nơi này cũng có a. Dù sao không có bức tranh kia, cùng thư tịch trong tay Lạc Nhược Hy, xem như bọn họ cũng không có khả năng biết nơi này. Chương 3014, thân phận của Lạc Nhược Hy 1. Truyền thế thiên phù, danh sư đường ghi chép, hết thảy có 6 cái, trên thực tế không phải như vậy. Lạc Nhược Hy không có trả lời vấn đề của hắn, mà chậm rãi nói. 6 cái này là tử phù, có thể mở ra 6 thiên điện trong Khổng Miếu. Mà muốn chân chính tìm được Xuân Thu Đại Điển, nhất định phải đi chủ điện. Chìa khóa, chính là viên mẫu phù này. Mẫu phù, Trương Huyền chấn động. Phải, Lạc Nhược Hy gật đầu. Chúng ta có cơ duyên biết nơi đây, cũng tìm tới, bọn họ cũng khẳng định có, nếu Khổng Sư đã lưu lại truyền thế mẫu phù, không có khả năng chỉ lưu một đường cung cấp người lựa chọn. Tìm được mẫu phù, tử phù sẽ tự động nghe theo mệnh lệnh, đi Trương gia, Lạc gia, danh sư đường, cứng rắn cướp ở trong tay vô số cao thủ, còn không bằng trực tiếp tới nơi này, tránh khỏi càng nhiều phiền phức. Cũng phải. Trương Huyền giật mình. Nếu như nói đều là thật, người bắt Triệu Nhã khẳng định sẽ tới tìm kiếm mẫu phù. Bọn họ ôm cây đợi thỏ là được. Chỉ bất quá loại chuyện này vô cùng cơ mật, ngay cả đám người Dương Sư chỉ sợ cũng không biết, vị trước mắt này làm sao biết được. Nhược Hy, người đã không phải người Lạc gia, vậy đến cùng có thân phận gì? Vì sao có thể biết nhiều bí ẩn mà danh sư đường cũng không thể dò xét như vậy? Trương Huyền nhịn không được nữa, bàn tay duỗi ra, nắm lấy tay của nữ hài. Hai ta đã chung một chỗ, hy vọng có khó khăn gì cũng chung một chỗ gánh chịu. Dù đối phương nói tạm thời không tiện tiết lộ, nhưng sau khi xuất hiện lần ô long này, hắn lại không muốn gây ra chuyện gì. Có thể trước thời hạn biết, làm tốt ứng đối, tương lai biến cố khó khăn đến, cũng có thể chung một chỗ gánh chịu. Ta, bàn tay bị nắm, Lạc Nhược Hy muốn rút về, nhưng nhìn ánh mắt thâm tình của đối phương, cuối cùng vẫn ngừng lại, lắc đầu. Thân phận của ta, hiện tại biết, đối với ngươi chỉ có chỗ xấu, mấu chốt nhất là, sẽ nhiễu loạn một vài thứ, phiền phức không ít. Thôi được rồi. Ta không sợ. Ánh mắt Trương Huyền kiên định. Ta biết ngươi không sợ, nhưng, ta sợ. Lạc Nhược Hy lắc đầu, nhìn về phía thanh niên trước mắt, ôn nhu nói. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi ta đều kiên định bản tâm, một ngày nào đó, sẽ ở chung một chỗ, trời cao. Cũng không thể ngăn cản. Thấy thần thái của đối phương, Trương Huyền biết, khẳng định là sẽ không nói ra, hỏi nhiều hơn nữa cũng vô dụng, trong lòng than thở, mang theo căng thẳng. Cái kia, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi có phải dị linh tộc hay không? Hỏi ra lời này, hắn cũng lấy dũng khí rất lớn. Vị trước mắt này không phải Lạc gia tiểu công chúa, trẻ tuổi như vậy, lại có thực lực cường đại như vậy, đồng tử lợi hại như vậy. Không phải chư tử bách gia, liền có khả năng liên quan đến dị linh tộc. Dù sao có thể biết Khổng Sư nhiều như vậy, lại biết các bí mật đại lục rõ ràng hơn Dương Sư, trừ hai thứ này. Lại nghĩ không ra những khả năng khác. Nếu chư tử bách gia còn tốt, thuộc về môn hạ của Khổng Sư, cho dù không phải danh sư, cũng sẽ tuân thủ ngũ thường, không đến mức khác người. Chỉ là, hắn điều tra qua họ chư tử, cũng không Lạc gia, bởi vậy sinh lòng khả nghi. Không phải chư tử bách gia, là dị linh tộc liền phiền toái. Thân là danh sư, dù trong lòng yêu thương không giảm, cũng không có khả năng tới làm bạn. Đây là ranh giới cuối cùng của hắn. Ta không phải. Lạc Nhược Hy lắc đầu, biết vị trước mắt này lo lắng thứ gì, nhẹ nhàng cười một tiếng. Yên tâm đi, sự tình ta làm, sẽ không tổn thương bất kỳ một nhân tộc nào, càng sẽ không tổn thương danh sư, chỉ vì tìm đồ vật của một vị chí thân bỏ ở nơi này. Chí thân? Hắn ở lúc ta còn rất nhỏ, liền truyền thụ đạo lý làm người, khi đó ta không buồn không lo, vô cùng vui vẻ, nhưng... Ánh mắt của Lạc Nhược Hy chớp động. Dường như không biết nghĩ đến thứ gì, cả người trở nên có chút buồn bã đau thương, chẳng qua nói đến một nửa, liền ngừng lại. Nếu như có thể dùng sinh mệnh đi đổi, ta tình nguyện là bản thân xảy ra vấn đề, mà không phải hắn. Cái này, nghe không quan hệ tới dị linh tộc, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nhìn qua. Nếu như chỉ là bệnh chứng mà nói, y thuật của ta coi như không tệ. Nắm giữ Thiên Đạo Thư Viện, bất kể loại chứng bệnh nào. Đều có thể tìm kiếm căn nguyên, coi như thực lực không đủ, không cách nào trị liệu, cũng nhất định có thể tìm tới một chút hy vọng sống, chẩn bệnh tốt hơn. Không phải vấn đề y thuật. Lạc Nhược Hy lắc đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt mang theo dịu dàng. Việc này, người không cần lo lắng, nếu quả thật muốn cùng ta đi chung một chỗ, thì mau chóng tăng thực lực lên.
như vậy mới là thổ lộ tốt nhất, mà không phải lo lắng quá phận. Ừm, Trương Huyền gật đầu, nắm chặt tay nữ hài. Đối phương không nguyện ý nói rõ chi tiết, tự nhiên có tính toán của đối phương, chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa trong lòng, không làm ra sự tình tổn thương nhân tộc, tuyệt đối sẽ toàn lực ủng hộ mà không lùi bước. Trước đó Lạc Nhược Hy thanh tịnh trang nhã, cho người ta một loại cảm giác người sống chớ gần, cho dù là hắn, cũng nhìn không thấu nội tâm trong đó. Mà bây giờ, giống như nữ hài chân chân chính chính rõ ràng, hắn cho rằng là người chân chính có thể nói ra nội tâm. Chương 3015, thân phận của Lạc Nhược Hy 2. Mặc dù vẫn không biết thân phận đối phương, nhưng, vậy thì sao, chỉ cần nàng muốn làm, ta liền dùng hết tất cả cố gắng, việc nghĩa chẳng từ. Người bây giờ là thánh vực cửu trọng sơ kỳ, mau chóng đột phá đại thánh mới là mấu chốt. Lạc Nhược Hy nhìn qua. Ta thể chất đặc thù, tu luyện công pháp cùng ngươi hoàn toàn khác biệt, không thể chỉ điểm cho ngươi, hơn nữa mấu chốt nhất là. Cùng ngươi nói nhiều, sẽ có phiền toái rất lớn rơi vào. Đối với ngươi sau này phát triển, hình thành ràng buộc càng lớn. Đồng tử của ta kiến thức uyên bác, đối với tu luyện biết được rất nhiều, có gì nghi vấn khó xử lý, có thể nghiên cứu thảo luận, đối với thực lực tăng lên sẽ có trợ giúp rất lớn. Ừm, Trương Huyền gật đầu. Hôm qua ở Lạc Gia, vừa mới dọa lôi kiếp đi, thực lực đã đạt đến thánh vực cửu trọng sơ kỳ, loại thực lực này, ở trong thế hệ trẻ tuổi coi như không tệ, tiến bộ cũng không chậm, nhưng giờ phút này, Trương Huyền cảm nhận được áp lực nồng đậm. Sau khi Triệu Nhã kích hoạt thể chất, thực lực mạnh hơn hắn. Trịnh Dương trở thành chiến tử, ở trong Xuân Thu Điện tu luyện, mạnh hơn hắn. Ngụy Như Yên, Viên Đào thậm chí ngay cả Lộ Sung, đều nắm giữ thực lực vượt xa hắn. Lão sư không bằng học sinh, thực sự có chút không cam tâm. Huống chi hiện tại bạn gái càng thêm lợi hại, một hạ nhân liền đánh toàn bộ Lạc Gia lật ngựa, Dương sư cũng chưa chắc có thể chống lại. Tu vi sâu không lường được. Làm bạn trai, lại kém cỏi như thế, không nhanh tu luyện, về sau còn làm sao làm chủ, biểu hiện ra hùng phong của nam nhân. Đồng tử một thần vừa rồi thấy hai người Trương Huyền trò chuyện, biết không tiện quấy rầy, lặng yên trốn đến một bên. Giờ phút này nghe được triệu hoán, đi tới. Tứ phương thượng hạ vi vũ, thánh vực cửu trọng vũ không cảnh, dính dáng lĩnh ngộ không gian, mặc dù bây giờ ngươi đột phá đến thánh vực cửu trọng sơ kỳ, nhưng muốn đạt tới đỉnh phong, không chỉ cần tích tụ lực lượng, càng quan trọng hơn là lĩnh ngộ không gian. Ta chỗ này có chút tâm đắc trên không gian, khả năng sẽ có trợ giúp ngươi tu luyện. Ngột thần lấy ra mấy quyển sách đưa tới. Hắn thoạt nhìn tuổi tác không lớn, chỉ có 13 tuổi, nhưng nói đến tu luyện. Nghiễm nhiên một bộ ông cụ non, một đời tông sư. Cảm ơn. Tận mắt chứng kiến đối phương vận dụng lực lượng không gian, biết người này lĩnh ngộ không gian không tầm thường, Trương Huyền nhận lấy thư tịch, tùy tiện nhìn lướt qua, nhìn không được âm thầm gật đầu. Những sách này quả nhiên bất phàm, mặc dù so với Diễn Không Thiên Thư kém một đoạn dài, lại có giá trị tham khảo cực lớn, cả hai đối ứng mà nói, hẳn là có thể bổ túc một chút thiếu hụt cùng sơ hở trong đó. Đang định bổ sung một chút. Nhìn xem có thể để cho Diễn Không Thiên Thư tiến thêm một bước hay không, chỉ thấy đồng tử nhìn lại, vẻ mặt ngưng trọng. Những sách này, là tâm đắc cả đời ta, thời điểm học tập nhất định phải cẩn thận, có cái gì không hiểu, trực tiếp hỏi, không nên tham công liều lĩnh, chỉ cần cố gắng tu luyện, lấy thiên phú của Trương sư ngươi, trong một tháng xung kích thánh vực cửu trọng đỉnh phong cũng không phải không có khả năng. Một tháng. Trương Huyền ngẩn ngơ. Đúng vậy, thời gian ngắn như vậy, để cho người ta đột phá. Quả thực khó tin, rất nhiều người đều khó mà tin được, nhưng ta lĩnh ngộ không gian cực sâu, chỉ cần ngươi nghiêm ngặt dựa theo yêu cầu của ta đi làm, nhất định có thể hoàn thành. Hai tay chắp sau lưng, trên mặt đồng tử lộ ra tràn đầy tự tin. Không phải, ta không phải cảm thấy thời gian ngắn, mà là... Quá dài. Trương Huyền xấu hổ vào đầu. Quá dài. Đồng tử sững sờ. Đúng vậy, ngươi chờ ta một chút. Trương Huyền nói xong nhắm mắt lại. Ầm ầm, lực lượng trong cơ thể nháy mắt đạt tới đỉnh phong, nhanh chóng kéo lên. Còn chưa đi vào đại điện đón dâu, gặp đám người Nhậm Thanh Viễn, đối phương mang tới công pháp bí tịch thánh vực cửu trọng, lúc ấy quét mắt một lần, đã hình thành thiên đạo công pháp. Đồng tử lấy ra bí tịch không gian, mặc dù rất mạnh, nhưng đối với tăng lên tu vi thánh vực cửu trọng, chỉ là tác dụng phụ trợ, thiên đạo công pháp mới là thích hợp nhất. Lần trước Hưng Kiếm Thánh cho rất nhiều đồ vật, liên tục đột phá hai lần. Thậm chí thêm vào kỳ lân thú cùng thanh long thú cũng chỉ dùng không đến một nửa. Giờ phút này vừa vặn thừa cơ đột phá. Cô cục cục. Trong đan điền tựa như sôi trào,
lực lượng mãnh liệt ở trong kinh mạch, không ngừng nhấp nhô, thời gian nháy mắt liền phá tan ràng buộc trước đó, để tu vi của hắn liên tục tăng lên. Vũ không cảnh sơ kỳ, vũ không cảnh trung kỳ. Cái này, cái này. Liên tục lui về sau hai bước, đồng tử dọa đến sắc mặt trắng bệch, không ngừng run rẩy. Làm sao lại nhanh như vậy? Vũ không cảnh, là lĩnh ngộ không gian, cộng thêm lực lượng tấn thăng, tu vi mới có thể tiến bộ, mình mới cho đối phương bí tịch, người này liền đột phá. Hơn nữa không có chút dừng lại, giống như người khác áp chế tu vi mở ra phong ấn. Trên đời này thật có loại thiên phú này. Hắn tương đối đặc thù, tấn cấp nhanh không tính là gì. Thấy bộ dáng của hắn, Lạc Nhược Hy cười nhạt một tiếng. Nàng biết đối phương là thiên nhận danh sư, ông trời cũng có thể công nhận, tiến bộ lại nhanh không coi vào đâu. Đặc thù, nhưng cũng không thể đặc thù như thế a hát. Ra đầu đồng tử run rẩy, cả người có chút phát điên. Ầm ầm, lời còn chưa dứt, khí thức không ngừng tấn cấp ngừng lại, Trương Huyền phun ra một ngụm chọc khí, lực lượng trong cơ thể chậm chạp củng cố ở thánh vực cửu trọng đỉnh phong. Giải quyết, kết thúc công việc. Trương Huyền vỗ tay một cái, nhìn lại, nhẹ nhàng cười một tiếng. Thế nào, không tới một tháng a? Chương 3016, đến cùng ai chỉ điểm ai? Dùng sức lắc đầu, cả người đồng tử tê tê. Rất nhiều thiên tài chủng tộc, hắn gặp qua không ít, cường giả cũng từng cơn sóng liên tiếp, thậm chí cùng cường giả đỉnh phong nhất đại lục giao chiến, cũng tự tin không kém mảy may. Nhưng tu vi tấn cấp nhanh như vậy, giống như ăn cơm uống nước. Đừng nói gặp qua, nghe cũng không có nghe qua, năm đó Khổng Sư dường như cũng không tấn mãnh như vậy. Còn là người sao? Ngươi là, mượn nhờ bí pháp ta đưa cho ngươi mới tấn thăng. Đồng tử nhịn không được nữa nhìn lại. Trước đó tên này không đột phá, mình mới vừa cho bí tịch lý giải không gian, nắm bắt tới tay, mở ra cũng không có, liền xung kích đến thánh vực cửu trọng đỉnh phong, đối phương không phải nhận lấy một loại dẫn dắt nào đó, mới nhanh như vậy chứ. Chỉ là, những sách vở này, là hắn tự mình viết, biết rõ rõ ràng ràng, cũng không có gì có thể để cho người ta nhanh chóng tiến bộ a. À, những cái này thoạt nhìn không tồi, nhưng sơ hở thực sự quá nhiều, để cho người ta đau đầu, trực tiếp học tập, khẳng định là có vấn đề. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Sơ hở quá nhiều, để cho người ta đau đầu. Chỉ cảm thấy tóc nổ lên, đồng tử suýt chút nữa bảo. Cùng người Lạc ra đại chiến, không kém chút nào, ngón tay điểm ra, áp xúc không gian, xuyên qua khoảng cách mấy triệu dặm. Bất kể từ chỗ nào, cũng có thể nhìn ra hắn lý giải không gian không kém gì cường giả Lạc ra, thậm chí càng mạnh hơn mấy phần. Tự tay viết đồ vật, thế mà bị nói thành sơ hở quá nhiều. Mấu chốt còn đầy vẻ khinh bỉ. Xem thường em gái ngươi a hát. Không biết dạng sơ hở gì để ngươi đau đầu, có thể nói tỉ mỉ thoáng cái hay không? Đồng tử kìm nén không được cắn răng. Nếu không phải tiểu thư ở bên cạnh, hắn khẳng định đã sớm một tay đập chết ra hỏa ngạo mạn này. Nói cho ngươi cũng không sao. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Trong sách của ngươi, nói không gian càng vững chắc, càng khó phá giải, trong không gian ổn định, chỉ có tìm kiếm được lỗ sâu, mới có thể đi vào, nếu không sẽ xuất hiện sụp đổ, khó mà khôi phục. Không sai. Đồng tử nhẹ gật đầu. Không gian gấp, tính vững chắc rất kém cỏi, nếu như ở trong đó dùng lực lượng quá lớn, sẽ sụp đổ. Không gian đại lục vững chắc mạnh hơn nhiều, muốn phá vỡ, cũng khó khăn trùng trùng điệp điệp, cái này có lỗi gì? Những lý giải không gian này, là bao nhiêu vạn năm trước, tiền nhân truyền thừa lưu lại, chẳng lẽ cũng có vấn đề? Người sai, không gian thật ra là di động, mà không phải ổn định. Trương Huyền nói. Di động. Đồng tử sững sờ, nhịn không được cười lên. Cái này sao có thể, chúng ta sinh hoạt ở trong không gian, thật sự di động, sao lại không biết? Cá trong sông có biết nước sông đang chảy không? Trương Huyền nhìn qua. Cái này. Đồng tử ngẩn ngơ. Sông đầy đủ rộng lớn, nước sông đủ sâu, tôm cá sinh hoạt ở trong đó quả thực không biết nước sông di động. Giống như hắn từng đi qua một số tinh cầu lơ lửng trong hư không. Ở nơi xa xem, có thể nhìn thấy không ngừng xoay tròn, nhưng chân chính rơi trên mặt đất, lại không phát hiện được chút nào. Không gian di động, cho nên lỗ sâu cũng sẽ di động, nếu như tìm được dấu vết, giống như hoa văn trong cây cối, theo hoa văn tiến lên, không gian sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề, càng sẽ không bởi vậy sụp đổ. Nói cách khác, bơi theo không gian chảy, giống như cá trong sông, chưa từng nghe nói qua bởi vì cá bơi quá nhanh, mà dẫn đến sông lớn ngược dòng. Trương Huyền gật đầu. Thật ra thì đây không phải lý luận của hắn,
mà là từ Lộ Xung học tập đến vu hồn xuyên toa. Vu hồn có thể tùy ý ở trong cự ly ngắn qua lại, nếu như dựa vào tìm lỗ sâu, khẳng định không thể nào làm được, truyền tống không gian cũng phải gây nên rung chuyển, không thể lặng yên không một tiếng động đến trước mặt người bị công kích, mà để cho người ta không có chút phát hiện nào. Cái này, thân thể đồng tử cứng đờ. Lấy thực lực của hắn, tự nhiên có thể nghe ra, vị thanh niên trước mắt này nói toàn bộ đúng đắn, chỉ bất quá. Quả thực lật đổ sở học trước đó. Khống chế không gian mạnh nhất, thuộc về một loại chức nghiệp. Nhưng thư tịch loại nghề nghiệp này, ta xem qua không ít, nói tới lý luận đều giống như ta, chưa từng nghe nói qua giống như ngươi nói. Đồng tử có chút nhịn không được. Chức nghiệp nắm giữ không gian mạnh nhất, hẳn là vu hồn sư đi. Vu hồn tự ý niệm tạo thành, lại càng dễ khiêu động không gian, người có thư tịch loại nghề nghiệp này. Trương Huyền nhíu mày. Theo hắn biết, nắm giữ không gian mạnh nhất là vu hồn sư. Nguyên nhân chính là như vậy, Lộ Xung mới có thể làm được xuyên qua không gian mà Trịnh Dương cũng làm không được. Chỉ là năm đó vu hồn sư đầu nhập vào dị linh tộc, bị danh sư Đường tiêu diệt. Truyền thừa đoạn tuyệt, Lộ Xung cũng là được tổ địa bí ẩn mới có truyền thừa, từ đó tu vi đại tăng. Vị trước mắt này, ở nơi nào nhìn thấy thư tịch loại nghề nghiệp này? Chẳng lẽ, chư tử bách gia truyền thừa đến từ Khổng sư, có lẽ không có đi qua chiến loạn năm đó, nắm giữ loại thư tịch này? Ây! Đồng tử lắc đầu, cũng không trả lời Trương Huyền, mà tràn đầy chân thành nhìn qua. Còn nơi nào có vấn đề, có thể chỉ rõ hay không? Nếu như nói mới vừa rồi cảm thấy đối phương ăn nói bừa bãi, trao đổi một câu đã biết, ở phương diện không gian, đối phương lý giải còn sâu sắc hơn hắn. Trong sách của ngươi còn có 13 nơi thiếu hụt. Thấy hắn chân thành, Trương Huyền gật đầu nói. Lạc Nhược Hy im lặng. Bản ý của nàng là để đồng tử Ngột Thần chỉ điểm người yêu, để hắn đột phá nhanh hơn, tấn cấp thực lực cao hơn, làm sao nói, biến thành người sau chỉ điểm người trước. Mấu chốt nhất là, Ngột Thần còn vẻ mặt chân thành, được ích lợi không nhỏ. Đây rốt cuộc ai chỉ điểm ai vậy? Cẩn thận, có người đến. Ngay thời điểm Trương Huyền ý định nói ra 13 nơi thiếu hụt, thanh âm của Lạc Nhược Hy truyền tới. Hai người đồng thời sững sờ, ngừng lại. Vừa rồi bọn họ dừng lại, đã dùng phương pháp đặc thù ẩn nặc thân hình, phong tỏa không gian, bởi vậy coi như một mực trò chuyện, ngoại giới cũng không phát giác được. Trương Huyền nhìn về phía trước, chỉ thấy trong dãy núi trống trải, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện mấy người mặc trường bào. Những trường bào này quả thực có chút tương tự danh sư bào, chỉ bất quá dùng vải màu đen làm thành, tỏ ra âm trầm cổ quái, cho người ta một loại cảm giác quỷ dị. Minh Lý Chi Nhãn nhúc nhích, xem xét tỉ mỉ. Hết thảy bốn vị, tuổi tác đều không lớn, thoạt nhìn đều chừng 30 tuổi. Chẳng lẽ đây là những dị linh tộc bắt đám người Triệu Nhã? Lông mày Trương Huyền dương lên. Có năng lực làm ra loại sự tình này, trừ chư tử bách gia chính là dị linh tộc, Lạc Nhược Hy chính miệng nói. Nàng không phải dị linh tộc, như vậy những người đối diện này, nhất định là cái sau. Nắm đấm siết chặt, hít sâu một hơi, Trương Huyền duỗi ra ngón tay, tùy thời chuẩn bị kích hoạt giọt nước trong lòng bàn tay, quay đầu nhìn về phía nữ hải cách đó không xa. Động thủ ư? Trước không vội. Lạc Nhược Hy lắc đầu. Chỗ di tích này chúng ta không quá quen thuộc, không bằng để cho bọn họ đi vào trước mới quyết định. Tốt. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Chương 3017, Nhiễm Cầu Cổ Thánh 1. Nơi này hắn cũng chỉ là từ trong bức tranh biết vị trí cụ thể, ẩn trốn trong không gian đến cùng có cái gì, có nguy hiểm hay không, thì hoàn toàn không biết. Đám dị linh tộc này muốn đi vào trước, vừa vặn để chúng dò đường, cùng lắm thì cuối cùng lại ra tay, phối hợp thêm Khổng sư tinh huyết, chỉ cần không phải cổ thánh, có tự tin chém giết thậm chí bắt toàn bộ. Ở nơi nào? Bọn họ không có động thủ. Bốn người đối diện cũng quan sát bốn phía, dường như muốn tìm kiếm vị trí không gian gấp. Ta tới điều tra thoáng cái. Một thanh niên khuôn mặt hơi có vẻ gầy yếu tiến về phía trước một bước, chỉ vào không trung, một quyển sách xuất hiện, yên tĩnh lơ lửng, tản mát ra ánh sáng màu lam nhạt. Có chút tương tự quyển sách trong tay ngươi. Nhìn thấy quyển sách này, Trương Huyền nhìn về phía nữ hài. Quyển sách này, cùng quyển sách nàng ở Khâu Ngô cung lấy được hầu như giống nhau như đúc. Xem ra không sai, bản thân có thể tìm được cơ duyên, đối phương cũng có thể. Khó trách lúc trước dị linh tộc có thể chèn ép nhân tộc không cách nào phản kháng, thẳng đến Khổng sư xuất hiện mới lật bàn, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Dù sao loại dùng thư tịch để dò xét truyền thế thiên phù này, ngay cả danh sư Đường cũng không có tìm tới,
bọn họ lại cầm vào tay. Ông, thư tịch chậm chạp phi hành, ngọn núi bị quét một lần, đột nhiên chấn động mạnh một cái, phát ra tiếng kêu khẽ, ngừng lại. Ở đây, thanh niên gầy yếu nhẹ gật đầu. Ừm, thanh niên thứ nhất ra lệnh, khuôn mặt trắng nõn, mang theo một tia khí tức thư sinh, cùng dị linh tộc trước đó thấy qua khác nhau rất lớn, nếu như không xuất hiện ở nơi này, khả năng nằm mộng cũng nghĩ không ra, thế mà lại ra tay với đám người Triệu Nhã, nghiền ép dễ như trở bàn tay. Trước đó đã sớm nghe nói, dị linh hoàng thất ngụy trang thành nhân loại, danh sư cũng khó mà nhận ra, hiện tại xem ra quả thật như vậy. Mở. Tiến về phía trước một bước, năm ngón tay của thanh niên trắng nõn tung bay, lực lượng hùng hồn lập tức tràn vào không gian. Kẹt kẹt. Âm thanh chói tai vang vọng, sau đó trước mặt mọi người xuất hiện một quang môn không lớn, lực lượng trong đó không ngừng xoay tròn, không biết thông hướng nơi nào. Mọi người cẩn thận. Đây là năm đó nhiễm cầu cổ thánh tự mình lưu lại, nhất định phải cẩn thận. Thanh niên trắng nõn cũng không vội vàng đi vào, mà quay đầu giải thích một câu, mấy người đồng thời gật đầu. Nhiễm cầu cổ thánh. Trương Huyền hít sâu một hơi. Khổng sư thân truyền 72 người, cũng chính là 72 thánh. 10 người thực lực mạnh nhất, mệnh danh thập hiền, vị nhiễm cầu cổ thánh này, chính là thứ nhất, đặt song song với bốc thương cổ thánh, thậm chí thực lực càng hơn một bậc. Mệnh danh tồn tại mạnh nhất trong thập hiền. Năm đó cùng dị linh tộc đại chiến, tay cầm một cây trường thương, xung phong đi đầu, giết vào địch quân, một người một thương, chém giết dị linh hoàng giả vô số kể. Chiến sư đường chính là hắn sáng tạo, nơi này nếu như là hắn lưu lại, chỉ sợ thật đúng là kiếp nạn trùng trùng điệp điệp. Đi thôi. Giao phó xong, không nói thêm lời, thân thể thanh niên trắng nõn nhoáng một cái, đi vào quang môn, một hồi năng lượng ba động. Biến mất ở trước mặt mọi người. Ba người còn lại theo sát, thời gian nháy mắt toàn bộ biến mất. Chúng ta cũng đi vào đi. Thấy mấy người tiến vào, Trương Huyền muốn xé ra ẩn trốn, theo sát đi qua, còn chưa đi ra, liền bị Lạc Nhược Hy kéo tay. Không vội. Trương Huyền sửng sốt một chút, sau đó giật mình. Người ý tứ là, bọn họ phát hiện chúng ta. Phát hiện thì chưa hẳn, bất quá vẫn phải cẩn thận một chút. Lạc Nhược Hy không nói thêm lời. Chương 3018, Nhiễm Cầu Cổ Thánh 2. Đứng tại chỗ đợi gần như nửa chén trà nhỏ thời gian, quang môn trước mắt đột nhiên lay động, thanh niên trắng nõn vừa rồi tiến vào đi ra, nhìn quanh hai bên, không phát hiện cái gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lần nữa đi vào cửa, lần này quang môn không có duy trì bao lâu, liền lập tức tiêu tán. Gia hỏa này thật cẩn thận, bọn họ lại ẩn giấu ở phía sau cửa, vừa rồi một khi đi vào, liền có khả năng gặp phải mai phục cùng công kích. Trương Huyền sầm mặt lại. Từ trước tới nay đều là hắn tính toán người khác, không nghĩ tới lần này nếu không phải Lạc Nhược Hy lôi kéo, liền bị mấy tên kia tính kế. Vừa rồi thật muốn xông tới, coi như kích hoạt lên khổng sư tinh huyết, dưới cổ thánh vô địch, đột nhiên bị bốn đại cao thủ vây công, hoặc bước vào cạm bẫy của đối phương, cũng rất khó chạy trốn. Dị linh tộc quả nhiên từng cái xảo trá. Hừ, dám chơi ta. Không chơi chết các ngươi, ta liền không gọi Trương Huyền. Trương Huyền hừ lạnh một tiếng, híp mắt lại. Lúc trước không có thực lực, tất cả cao thủ của thanh điền nhất tộc cũng bị hắn chơi chết, lần này đạt đến thánh vực cửu trọng đỉnh phong, người mang khổng sư tinh huyết, tự nhiên không có khả năng bị thua lỗ. Đi vào đi, lấy đi phong ấn, Lạc Nhược Hy đi tới địa phương mấy người biến mất. Tiến về phía trước một bước, đồng tử một thần hít sâu một hơi, bàn tay mở ra, bỗng nhiên đè ép xuống. Ông, giống như thanh niên trắng nõn vừa rồi, lực lượng truyền vào, địa phương trống không chậm rãi xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Làm xong những thứ này, đồng tử đi vào trước, biến mất ở trước mắt. Trương Huyền cùng Lạc Nhược Hy liếc mắt nhìn nhau, cũng đồng thời đi vào. Sau một khắc, Trương Huyền xuất hiện ở một thảo nguyên bát ngát, bốn phía trời sáng khí trong, nhìn một cái, phảng phất như bị truyền tống đến một nơi khác, căn bản phát hiện không ra, đã đến một trong không gian gấp. Cái không gian này thật ổn định. Trương Huyền tràn đầy kinh ngạc. Không gian gấp bình thường, cho dù là Khâu Ngô cung cũng cực kỳ thô ráp, lực lượng quá mạnh sẽ dẫn tới sụp đổ, mà ở trong này dị thường vững chắc, không phải trước thời hạn biết, cũng hoài nghi có phải thật vào hay không. Không gian càng ổn định thì càng nguy hiểm, ta xem bọn họ đi nơi nào, con đường những người này đi qua, hẳn sẽ an toàn không ít. Đồng tử một thần ôm quyền. Lạc Nhược Hy gật đầu đáp ứng. Ngột thần xoay người nhìn bốn phía, trong mắt không ngừng lấp lánh, lông mày càng nhăn càng chặt. Nơi này có rất nhiều nguy hiểm,
khắp nơi đều có trận pháp cùng vết nứt không gian, hơi không cẩn thận, liền có thể rơi vào trong đó, khó mà chạy trốn, chúng ta muốn. Đang muốn nói cẩn thận, chỉ thấy bàn chân của thanh niên đạp mạnh, sải bước đi ra ngoài. Vừa đi vừa gọi bọn họ. Nhanh đuổi theo, đi bên này. Ngươi! Không nghĩ tới hắn lỗ mãng như thế, một thần chán nản. Nơi này quá nguy hiểm, ta cũng không có tìm được dấu vết đối phương đi qua, ngươi trực tiếp vượt qua, rất nguy hiểm. Đang muốn xông tới bắt hắn về, chỉ thấy nữ hài cũng một câu không nói, đi theo. Tiểu thư, nguy hiểm. Một thần vội vàng mở miệng. Trương Huyền này thực lực thấp, không biết khó khăn ngược lại cũng thôi, sao tiểu thư cũng lỗ mãng như vậy. Hắn có minh lý chi nhãn, đi theo là được. Thanh âm không có kết thúc, liền nghe tiểu thư nhàn nhạt nói. Minh lý chi nhãn có thể nhìn xuyên tất cả hư ảo. Một thần ngẩn ngơ, thân thể kìm lòng không được lung lay thoáng cái. Minh lý chi nhãn, nắm giữ không gian lại lợi hại như vậy. Đến cùng hắn là cao thủ, hay ta là cao thủ? Làm sao cảm giác, vị siêu cấp cao thủ như hắn ở trước mặt đối phương, cảm giác ưu việt gì cũng không tồn tại. Chương 3019, Địa ngục Hoàng Thủy 1. Ba người chậm rãi đi về phía trước. Đường đối phương đi qua, quả nhiên không có quá nhiều nguy hiểm. Mấy thanh niên này bắt đi đám người Triệu Nhã, không có lưu lại bất kỳ dấu vết gì để lại, chắc là cố ý tiêu hủy, đến nơi này, khắp nơi đều là nguy hiểm, hẳn cảm thấy không ai có thể cùng đến, nên buông lỏng cảnh giác, mặc dù dấu vết không quá rõ ràng, nhưng ở dưới minh lý chi nhãn chiếu rọi, còn bị thuận lợi tìm ra. Thực lực của bốn người này quả nhiên mạnh mẽ. Vẻ mặt Trương Huyền nghiêm túc. Nếu không phải minh lý chi nhãn theo tu vi tăng thêm mà tăng thêm, những dấu vết nhạt nhẽo này, xem như hắn cũng rất khó nhìn ra. Không chút che giấu, liền làm được như vậy, thực lực chân chính rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chỉ sợ dù kém Dương Sư cũng không kém quá nhiều, bốn người liên thủ, cái trước thua không nghi ngờ. Loại tu vi này, lấy có ý đối vô tâm, cũng khó trách đám người Triệu Nhã, Ngụy Như Yên khó mà trốn thoát. Chỉ sợ ở dị linh tộc, cũng không phải hạng người hời hợt. Trương Huyền híp mắt lại. Dị linh tộc bởi vì thể chất khác biệt, mặc dù mạnh mẽ hơn nhân tộc, tuổi thọ càng dài, nhưng có thể đạt tới loại thực lực này, cũng sẽ không quá nhiều, nếu không nhân tộc không có khả năng thủ được đại lục. Chém giết toàn bộ mà nói, đoán chừng đối với bọn hắn mà nói, cũng sẽ nguyên khí đại thương. Phía trước có dấu vết chiến đấu. Đi về phía trước một đoạn thời gian, đồng tử một thần đi đầu tới. Trương Huyền vội vàng đuổi theo. Trước mắt đầu đầu cũng có dấu vết chân khí bắn nhanh lưu lại, mặt đất ổ gà lởm chởm, dường như đã trải qua một trận kịch chiến. Không đúng. Ánh mắt lộ ra nghi ngờ, Trương Huyền nhịn không được mở miệng. Dấu vết nơi này, thoạt nhìn như chiến đấu, nhưng chân khí có cùng nguồn gốc, nói cách khác. Là lực lượng một người, không có bất cứ dấu vết đối thủ lưu lại gì. Minh lý chi nhãn am hiểu chi tiết quan sát, nơi này thoạt nhìn hỗn loạn, trên thực tế là chân khí một người phóng thích tạo thành. Căn bản tìm không thấy vị thứ hai. Chẳng lẽ là... Đôi mi thanh tú của Lạc Nhược Hy nhíu lên, nhìn lại. Huyễn cảnh. Một người liều mạng phóng thích lực lượng, mà không có đối thủ, chỉ có một khả năng, cái kia chính là gặp huyễn cảnh, rơi vào trong đó không cách nào tự kiềm chế. Lúc trước ở trong Khâu Ngô Cung cũng như vậy, bọn họ vừa vào trong, liền tiến vào huyễn cảnh, nếu không phải Trương Huyền tìm được trận cơ phá hư, tất cả mọi người sẽ yên lặng trong đó, đi thẳng đến chết. Khó mà rời đi. Phải. Đồng tử một thần nhẹ gật đầu, ôm quyền khom người. Hư ảo mê man, để cho người ta khó mà phân rõ hiện thực, cực kỳ nguy hiểm. Như vậy đi tiểu thư, Trương sư, các ngươi ở chỗ này chờ, ta trước nghĩ phương pháp tìm ra trận cơ, phá hư trận pháp, chúng ta lại tiếp tục tiến lên. Cẩn thận chút, trận pháp này có thể vây khốn đối phương, để hắn phân biệt không rõ, nói rõ uy lực cường đại. Lạc Nhược Hy khai báo. Một thần cắn răng một cái, ánh mắt ngưng trọng từng bước một tiến về phía trước, mới đi hai bước, chỉ thấy Trương Huyền chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt hắn, bàn chân bỗng nhiên đạp mạnh. Hô! Bốn phía lắc lư một cái, hình như có thứ gì biến mất. Trương Huyền vỗ tay một cái, xoay đầu lại. Được rồi, huyễn trận giải trừ. Ra đầu một thần nổ tung, vội vàng đi về phía trước mấy bước, thần thức lan tràn ra phía ngoài một hồi lâu. Mới xác nhận trận pháp quả thực đã phá, không còn bất kỳ nguy hiểm nào. Ngươi! Chương 3020, Địa ngục Hoàng Thủy 2.
vội vàng xoay người nhìn về phía thanh niên cách đó không xa, cả người sắp phát điên. Lĩnh ngộ không gian cao hơn mình, có thể nhịn. Nhãn lực tốt hơn mình, cũng có thể nhịn. Trận pháp cũng lợi hại như vậy, mình cũng không tìm được trận pháp ở đâu, hắn đã xử lý xong, cái này. Thực sự nhẫn không được. Còn có cái gì ngươi không biết ư? Có cần hố như thế hay không? Làm sao cho người cảm giác, bản thân giống như tiểu nhân vật ở nông thôn đến, đối phương ngược lại là siêu cấp cường giả kiến thức rộng rãi. Tiểu thư. Vội vàng nhìn về phía tiểu thư, muốn xem phản ứng của nàng, lại thấy nàng dường như đã sớm biết thanh niên trước mắt nắm giữ loại bản lĩnh này, trên mặt mang nụ cười thản nhiên, mảy may không ngoài ý liệu. Thấy tiểu thư không nói gì, tuy nghẹn khó chịu, một thần còn không nói thêm lời, tiếp tục đi theo sau lưng đối phương tiếp tục về phía trước. Lần này đi không bao lâu, một dòng sông xuất hiện ở trước mặt. Nước sông ố vàng không trong suốt, cũng không chảy, từ xa nhìn lại, an tĩnh dị thường. Nhìn một cái, cổ tay Ngột Thần khẽ đảo, lấy ra một chuôi thánh khí thượng phẩm tiện tay ném vào. Xì 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 xì. Sóng khí cuồn cuộn, thánh khí rất nhanh biến mất ở trong nước sông, bị hủ thực, cái gì cũng không còn lại. Ngay sau đó lấy ra một chuôi thánh khí tuyệt phẩm thả vào trong nước, không đến 10 cái hô hấp lấy ra, phía trên cũng xuất hiện dấu vết đen kịt, giống như bị tước mất một tầng. Đây là địa ngục hoàng thủy, có tính ăn mòn cực mạnh, thánh khí thượng phẩm rơi vào trong đó, cũng sẽ bị hủ thực sạch sẽ, thánh khí tuyệt phẩm cũng không kiên trì được bao lâu, đối với tu vi cùng chân khí của ngươi càng có tổn hại cực mạnh, một khi rơi vào trong đó, nguyên thần sẽ bị tiêu diệt, tạo thành tổn thương khó khôi phục. Xác nhận xuống, vẻ mặt Ngột Thần nghiêm túc. Địa ngục hoàng thủy. Trương Huyền nghi hoặc. Tuy hắn nhìn qua rất nhiều thư tịch, nhưng thứ này lại chưa bao giờ nghe qua. Là một loại đồ vật thiên địa hình thành, còn gọi hoàng tuyền thủy, cường giả đại thánh cũng không dám tùy tiện chạm phải, chúng ta muốn tiếp tục đi lên, nhất định phải vượt qua con sông này, mà bầu trời, không khí cũng bị hủ thực, không cách nào phi hành, trừ khi. Ngột Thần dừng lại một chút. Trừ khi có thể xây thông U Kiều. Thông U Kiều. Trương Huyền mê man. Hiện tại xây một cây cầu, cũng quá phiền toái đi, đối phương làm sao vượt qua. Địa ngục thông U. Muốn vượt qua địa ngục mà không rơi xuống, nhất định phải có đồ vật tương tự mới được, bốn người bọn họ có thể thông qua, chỉ sợ trước thời hạn liền biết tình huống nơi này, so với chúng ta chuẩn bị càng thêm ổn thỏa, mượn các loại bảo vật như U Minh Thuyền. Ngột Thần giải thích, U Minh Thuyền giống như thông U Kiều, có thể đi lại trong địa ngục hoàng thủy mà không rơi xuống, chỉ bất quá phương pháp luyện chế thứ này sớm đã thất truyền. Hoàng thủy này, ngay cả thánh khí tuyệt phẩm cũng có thể hủ thực, người nói U Minh Thuyền lại có thể thông hành. Chẳng lẽ là bảo vật cấp bậc đại thánh? Trương Huyền tò mò. Trong 3 ngày chạy tới Lạc Gia, thông qua trò chuyện với Hưng Kiếm Thánh, Dương Sư, hắn cũng biết không ít chuyện. Thánh khí chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm, lại lên chính là pháp bảo đại thánh. Loại thánh bảo này, không có phân cấp hạ phẩm trung phẩm gì, chỉ có một cấp bậc, nhưng bởi vì luyện chế khác biệt, thủ pháp khác biệt, khác nhau cũng rất lớn. Chỉ bất quá cho đến trước mắt. Hắn không có gặp qua loại vũ khí này, cũng không tiện làm ra đánh giá. Đối phương nói U Minh Thuyền có thể vượt qua địa ngục hoàng thủy, chẳng lẽ là loại bảo vật cấp bậc này? Nếu không, làm sao có thể chống lại thứ này hủ thực? Nói ra khả năng ngươi sẽ không tin, không phải bảo vật đại thánh cấp, mà là... Ngột Thần lắc đầu, cười khổ một tiếng. Giấy, U Minh Thuyền, là một loại thuyền giấy. Chương 3021, uống rất ngon, 1. Thuyền giấy. Trương Huyền ngẩn ngơ. Thánh khí tuyệt phẩm cũng không thể chống lại, thuyền giấy làm sao có thể không bị ăn mòn. Không phải khó tin, mà là quá mức không thể tưởng tượng. Thánh khí tuyệt phẩm mạnh mẽ, hắn biết rất rõ ràng, thánh vực cửu trọng đỉnh phong cũng không thể phá hư, nhưng ở trong hoàng thủy, lại không kiên trì được bao lâu, giấy. Người bình thường cũng có thể xé rách, cả hai căn bản không ở cùng một khái niệm. Ta cũng không biết, cũng lý giải không được. Cho nên thực sự nghĩ không ra phương pháp chế tạo U Minh Thuyền. Thứ này nghe nói là năm đó Khổng Sư sáng tạo ra, bí pháp sớm đã thất truyền, danh sư Đường chỉ sợ cũng không có. Ngột Thần lắc đầu. Nói như vậy, chúng ta chẳng phải không qua được con sông này. Trương Huyền cau mày. Thông U Kiều nghe tên liền biết kiến tạo càng phức tạp, cũng không biết phương pháp chế tạo U Minh Thuyền, đối mặt con sông trước mắt, chẳng phải không còn biện pháp gì. Chỉ có thể ở nơi này chờ lấy. Đổi lại trước kia, không có hai thứ này, đi qua cũng không khó, nhưng hiện tại bất kể tài nguyên hay cái gì cũng thiếu thốn, ta cũng không có biện pháp khác,
Ngột Thần nhíu mày, dường như cũng không có bất kỳ thủ đoạn nào. Cái này, Trương Huyền nhìn về phía Lạc Nhược Hy cách đó không xa, lại thấy nàng lắc đầu. Thứ này đúng là không dễ thông qua, ta biết một số phương pháp, lấy thực lực bây giờ thi triển, rất phức tạp. Vậy ta nhìn một chút, có phương án giải quyết hay không? Bốn người kia đã qua sông, nếu như bọn họ tiếp tục ở đây chậm trễ, khẳng định không kịp, Trương Huyền trần chờ một chút, tiến về phía trước một bước, đi tới trước mặt địa ngục hoàng thủy, ngón tay sờ lên. Người điên rồi. Thấy hắn dùng ngón tay chạm đến, Ngột Thần giật nảy mình, thiếu chút nữa ngất đi. Đây quả thực là không muốn sống. Đang muốn xông tới, kéo hắn trở về, chỉ thấy Trương Huyền chạm đến hoàng thủy, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ cổ quái, ngay sau đó hai tay nâng lên, miệng liếm liếm, uống hai ngụm, con mắt sáng lên, quay đầu nói. Còn uống rất ngon, muốn nếm thử không? Nếm thử. Mắt tối sầm lại, Ngột Thần thiếu chút nữa ngất đi. Đây là địa ngục hoàng thủy, tên như ý nghĩa, hoàng tuyền chi thủy từ địa ngục tới, chỉ cần đụng chạm, hoặc rơi vào, nhất định đi vào luân hồi, khó mà sống sót. Kẻ trước mắt này, không chỉ sờ soạng, còn uống hai ngụm, có cần nghiêu bức như thế không? Là thật. Trương Huyền lại uống một ngụm, cảm thấy sảng khoái tinh thần, giống như uống linh dịch, lại nhịn không được nhìn qua. Đối phương nói thứ này quỷ dị khó lường, cường giả đại thánh cũng sợ như rắn rết. Hắn sờ soạng thoáng cái, cảm giác không có gì a hát. Dùng thư viện dò xét, cũng không thấy đối phương nói khủng bố như vậy. Không chỉ không có nguy hiểm, ngược lại rất mỹ vị, sẽ không phải bản thân sợ bóng sợ gió, nói quá mức kinh dị chứ. Thấy thanh niên tay nâng hoàng thủy, không có chút ảnh hưởng gì, thậm chí uống cũng không bị tổn thương, Ngột Thần cũng có chút nghi ngờ, chẳng lẽ bản thân nhận lầm. Nhịn không được đi tới trước mặt, ngón tay cũng để vào trong đó. Xì 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 xì, đau đớn như kim châm muối sát, vội vàng lấy bàn tay ra, chỉ thấy đã đen một đoạn dài, chậm thêm một hồi, có khả năng mất cả cánh tay. Chương 3022, uống rất ngon, 2. Cố nén đau nhức kịch liệt, lông mày nhảy một cái, quay đầu nhìn về phía thanh niên không ngừng khuấy động, cảm giác sắp khóc. Hắn là cao thủ cao thủ cao cao thủ, ngón tay mới bỏ vào, liền bị ăn mòn thành như vậy, đối phương ngược lại một chút việc cũng không có. Không phù hợp đạo lý a hát. Không đúng, là cơ thể cùng linh hồn ngươi có vấn đề. Tràn đầy buồn bực, cẩn thận nhìn lại Trương Huyền, đột nhiên nhướng mày, ánh mắt lộ ra kinh hoàng. Vấn đề gì? Trương Huyền ngừng chơi đùa, nhìn lại. Mặc dù thân thể của hắn tu luyện qua thiên đạo công pháp, có thể so với thánh khí tuyệt phẩm, nhưng so sánh với đại thánh bất hủ cảnh, còn kém không biết gấp bao nhiêu lần, ngón tay đối phương cắm vào liền bị ăn mòn, hắn lại một chút cũng không bị ảnh hưởng. Coi như mình cũng không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Thân thể cùng trong linh hồn ngươi, mơ hồ có lôi đình lan tràn, chính là những lôi điện này ngăn hoàng thủy ăn mòn. Vẻ mặt Ngột Thần nghiêm túc. Lôi đình. Không sai, địa ngục hoàng thủy ẩn giấu trong lòng đất, quỷ dị âm lãnh, thuộc về vật âm hàn, mà lôi đình chí cương chí dương, thuộc về thiên uy, ở trước mặt thiên uy, địa ngục quỷ mị tự nhiên không dám làm loạn. Ngột Thần khó mà tin được. Chỉ là... trong thân thể cùng hồn phách sao có thể ẩn chứa lực lượng lôi đình, mà bình an vô sự. Tuy tu luyện giả từ xuất khiếu cảnh bắt đầu, liền muốn độ lôi kiếp, nhưng chỉ là bị động chống lại, cho dù một số cường giả siêu cấp tu luyện công pháp lôi điện, cũng không có khả năng thu nạp lôi đình vào người, mà lông tóc không thương. Đặc biệt là hồn phách, hết sức yếu ớt, dù ngưng tụ nguyên thần, cũng cực kỳ kính sợ lôi đình, tựa như hàn băng sợ hãi hỏa diễm. Vị trước mắt này, ngay cả đại thánh cấp cũng không có đạt tới, nhưng trong hồn phách ẩn chứa tầng tầng lôi đình, giúp một tay ngăn cản hoàng thủy xâm nhập, tận mắt nhìn thấy, cũng cảm thấy khó có thể lý giải được. Thì ra là thế. Trương Huyền giật mình. Gần hai tháng này, một mực hấp thu lôi đình tấn cấp, bất kể vu hồn hay thân thể, đều đã hiện đầy lôi điện, nếu như địa ngục hoàng thủy sợ hãi lôi đình mà nói, mình đích thật có ưu thế hơn những người khác. Lôi đình có thể chống đỡ những hoàng thủy này, đưa lôi đình tới. Chẳng phải có thể nhẹ nhõm vượt qua. Hiểu rõ chuyện gì xảy ra, ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Địa ngục hoàng thủy có đồ vật sợ hãi, triệu hoán tiểu gia hỏa kia tới, tự nhiên có thể dọa đối phương sợ hãi, mà không dám tiếp tục xâm nhập bọn hắn. Triệu hoán lôi đình. Ngột Thần cười khổ, nhịn không được lắc đầu. Người nghĩ đơn thuần, lôi đình là thiên uy, coi như đột phá có thể thu hút tới, nhưng hiện tại ai có thể đột phá? Lui một vạn bước nói. Cho dù thành công thu hút tới, một mình chống lại cũng không có phương pháp,
làm sao có thể để nó đối kháng Hoàng Thủy, giúp bọn ta thuận lợi thông qua. Vị trước mắt này, có đôi khi rất thông minh, thoạt nhìn cũng rất lợi hại, nhưng có đôi khi nói chuyện giống như hài tử, không có chút nào đáng tin cậy. Lôi đình, là thiên uy, thiên đạo trừng phạt tu luyện giả, mượn nó vượt qua Hoàng Thủy. Nói chuyện viển vông. Không có việc gì, cái này đơn giản. Thấy đối phương lo lắng là chuyện này, Trương Huyền lắc đầu, cổ tay khẽ đảo, một con thánh thú bay ra, xoay quanh bay lượt, tản mát ra khí tức kinh người. Địa ngục thanh long thú. Ta mới vừa nhìn, nước nơi này đối với người đột phá có trợ giúp rất lớn, hiện tại ta nói cho người vấn đề bản thân ở đâu, dùng Hoàng Thủy trước mắt kích thích huyệt đạo, hẳn có thể xung kích cảnh giới cao hơn. Trương Huyền ngẩng đầu nhìn về phía thanh long thú nói. Địa ngục thanh long thú, trong cơ thể ẩn chứa khí âm hàn địa ngục, bình thường tu luyện cần hấp thu linh khí đặc thù mới có thể tiến bộ, Hoàng Tuyền Thủy trước mắt, thuộc tính phù hợp, tùy tính ăn mòn đối với nó cũng có xâm hại rất lớn, nhưng chỉ cần thêm chút lợi dụng, liền có thể đưa đến hiệu quả không tưởng tượng được. Để nó thuận lợi đột phá đến đại thánh cũng chưa biết chừng. Chương 3023, chỉ điểm lôi kiếp 1. Đại thánh cấp, là một cửa ải khó lớn nhất của thánh vực. Đối với tu luyện giả nhân loại mà nói, giống như lạch trời, thánh thú càng như vậy, không có huyết mạch tinh thuần, không có khả năng thành công, để nó hiện tại đột phá, dẫn tới lôi kiếp. Ngươi là nghiêm túc. Ngột thần có chút phát điên. Đến cùng đáng tin cậy hay không đáng tin cậy a? Nếu đại thánh dễ đột phá như vậy, cũng không đến mức vây khốn vô số anh hùng tuấn kiệt, cuối cùng cả đời khó mà tấn cấp. Đặc biệt là thánh thú, yêu cầu huyết mạch cực cao, muốn tấn cấp. Nhất định phải có biến hóa huyết mạch mới được, so sánh với nhân loại tăng lên hoàn toàn khác biệt, dùng địa ngục hoàng thủy tấn cấp. Uổng cho ngươi nghĩ ra được. Quay đầu nhìn về phía tiểu thư, muốn nàng khuyên can thoáng cái, ngăn loại hành động không đáng tin cậy này, lại thấy nàng mỉm cười, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn qua, không cảm thấy quấy rối mảy may, ngược lại mang theo tín nhiệm nồng đậm. Sự tình hoang đường như thế, cũng có thể tín nhiệm. Ngột thần cắn chặt răng, nhìn lại thanh niên. Chỉ thấy hắn đã bắt đầu động tác, từng chuôi trường kiếm trước sau liên kết, hình thành một đường thẳng, dùng chân khí buộc chặt thanh long thú ở phía trên, từ xa nhìn lại, giống như một cái xúc xích nướng. Làm xong tất cả, sau đó một chảo ném tới. Xì 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 xì. Địa ngục hoàng thủy lập tức tưới lên trên người, lân phiến bên ngoài thân bị ăn mòn xuất hiện vết đen kịt. Ai, tạo cái nghiệt gì a, trở thành thú sủng của hắn, đây không phải giúp một tay tấn thăng, mà là muốn chơi chết. Ngột thần nhịn không được lắc đầu. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể thấy được con thánh thú này là thú sủng của Trương Huyền, nếu không không có khả năng nghe lời như thế. Tín nhiệm hắn như vậy, kết quả lại bị biến thành như thế, trốn không thoát, cũng không mở trói được, còn bị Hoàng Thủy ăn mòn. Thật xui xẻo. Tuy cảm xúc, nhưng vẫn không nhịn được tiếp tục nhìn qua, chỉ thấy Trương Huyền treo thú sủng ở trong nước bị ăn mòn tới nghiệt, lại lấy ra mười mấy thanh trường kiếm, bỗng nhiên cắm vào. Trường kiếm đi vào trong cơ thể, cùng Hoàng Thủy phối hợp, giống như kích thích cái gì, thánh thú sớm đã đạt đến thánh vực cửu trọng đỉnh phong, giống như con run run rẩy. Một lát sau, lực lượng cuồng bạo từ trong cơ thể lan tràn lên. Hình như trong nháy mắt, huyết mạch trong cơ thể bị địa ngục Hoàng Thủy tinh lọc một lần, càng thêm tinh thuần, thân thể cũng nhận được rèn luyện, thời gian nháy mắt tựa như kiến thần bất hoại cảnh, tiến hành trùng kích. Ầm ầm, nó rên lên một tiếng, trước mắt âm trầm xuống. Vô số lôi đình chậm chạp hội tụ, mang theo uy hiếp xé rách không gian. Thật đưa tới lôi kiếp. Thân thể ngột thần nhoáng một cái, con mắt sắp từ trong hốc mắt trừng ra, tóc bị nhổ rất nhiều. Còn tưởng rằng là quấy rối, làm sao cũng không ngờ tới, chẳng những thật để cho thanh long thú đột phá, còn đưa tới lôi đình, chói địa ngục thanh long thú giống như xúc xích nướng đột phá. Thật sự là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Chỉ là dẫn lôi đình tới có tác dụng gì a hát. Cũng không cách nào vượt qua Hoàng Thủy, nghi ngờ nhìn qua, đang muốn nhìn đối phương làm sao mượn nhờ lôi đình, chỉ thấy thanh niên ngẩng đầu nhìn mây đen trên bầu trời, trên mặt lộ ra vẻ hòa ái. Tiểu kiếp kiếp, người đã đến, giúp Huyền ca ca một chút, đưa chúng ta qua sông. Lôi đình lắc lư một cái, phát ra thanh âm ai oán, có điều trần chờ một chút, một đạo lôi điện to lớn lan tràn tới, xuất hiện ở trước mặt mọi người, tựa như một cầu nối to lớn. Đi. Đưa tay thu thanh long thú về không gian gấp, để nó ở bên trong từ từ cảm ngộ lực lượng tấn thăng, Trương Huyền thì đạp mạnh, đi tới trên lôi đình, nhanh chân qua sông. Như vậy, cũng được. Ngột thần triệt để bối rối. Thấy qua thuần thú, thuần người.
nhưng chưa thấy qua thuần lôi. Một màn trước mắt, lật đổ tưởng tượng. Đi thôi. Đang khiếp sợ không biết như thế nào cho phải, liền nghe thanh âm tiểu thư vang lên, sau đó thấy người sau cũng bước lên lôi điện, chậm rãi đi đến đối diện. Được rồi. Chương 3024, chỉ điểm lôi kiếp 2. Thấy hai người đi xa, biết giờ phút này không phải thời điểm khiếp sợ, một thần cũng không kìm nén được, theo sát lên. Dưới chân lôi đình vạn trượng, tia chớp màu xanh lam không ngừng lay động, nhưng khác biệt độ kiếp, không có một chút tổn thương, ngược lại cho người ta một loại cảm giác ôn nhuận. Có lôi đình ở dưới, hoàng thủy ở phía dưới cũng ngoan ngoãn không dám làm mưa làm gió, từ xa nhìn lại, một mảnh gió êm sóng lặng. Vốn không có U Minh Thuyền cùng Thông U Kiều, nơi này không có khả năng qua được, làm sao cũng không nghĩ ra, thuận lợi hoàn thành như vậy. Cho dù theo ở phía sau, vẫn cảm thấy giống như nằm mơ. Hắn đã từng quen biết không biết bao nhiêu danh sư, cũng đã gặp không biết bao nhiêu người thiên phú cao cường, nhưng có thể làm được điểm này, nghe cũng không có nghe qua. Thậm chí, Khổng sư cũng làm không được. Cầu nối lôi đình xuyên qua toàn bộ hoàng thủy, thời gian không dài. Ba người liền đến bờ bên kia, từ trên lôi điện đi xuống, Trương Huyền xoay người, mỉm cười. Đi về trước đi, lần sau có chuyện lại tìm ngươi. Đúng, vừa rồi thời điểm ngươi hội tụ lôi điện, tốc độ quá chậm, thiếu hụt quá nhiều, uy lực không đủ mạnh, lần sau tranh thủ tới tìm ta, ta chỉ điểm một chút, để ngươi cũng có chỗ tiến bộ. Tiếng sấm nhoáng một cái, tựa hồ có chút khó tin. Nó cũng có thể tiến bộ. Dường như biết nghi ngờ của nó. Trương Huyền chắp hai tay sau lưng, một bộ cao nhân nhẹ gật đầu. Mây cuốn mây bay, lôi đình hội tụ, ngươi hết thảy có 7 chỗ thiếu hụt, ngoan ngoãn nghe lời, về sau ta sẽ từ từ nói cho ngươi, truyền thụ cho ngươi phương pháp sửa lại. Ngày ngày làm phiền tiểu kiếp kiếp cũng xấu hổ, vừa rồi thời điểm lôi vân dày đặc, đặc biệt dùng thư viện dò xét, quả nhiên phát hiện rất nhiều thiếu hụt, chờ có rảnh rỗi, giúp một tay chỉ điểm, cũng coi như trả ân tình cho đối phương. Âm lạc. Nghe được lời này của hắn, trong tiếng sấm nổ mang theo hưng phấn, lúc này mới chậm rãi tiêu tán, thời gian qua một lát, biến mất ở trước mặt mọi người. Nó có thể nghe lời ngươi, ngươi còn có thể, giảng bài cho nó. Thấy lôi kiếp quả thật rời đi, thuận theo giống như vợ bé, một thần nắm lấy tóc. Nó khá ngoan. Trương Huyền gật gật đầu. Ngoan. Một thần suýt chút nữa phun ra lão huyết. Lôi đình luôn luôn là khắc tinh của tu luyện giả. Hàng năm chết ở trong đó nhiều vô kể, từ trước đến giờ đều kính sợ, sợ hãi, còn lần đầu tiên nghe được có người đánh giá ngoan. Lời này truyền đi, nhất định có thể để vô số tu sĩ coi là chuyện điên rồ. Cái đồ chơi này nếu ngoan, trên đời này còn có không ngoan sao? Nếu như, lôi đình không còn thiếu hụt, hội tụ càng nhanh, chẳng phải chứng tỏ, sẽ có càng nhiều tu sĩ chết ở trong đó. Một thần kìm nén không được nói. Trước mặc kệ tên này đến cùng làm sao để lôi đình nghe lời, mấu chốt là, thật muốn cho chỉ điểm thiếu hụt, càng thêm cường đại, tu luyện giả nhân loại độ kiếp chẳng phải càng khó. Hiện tại cũng không biết bao nhiêu người chết ở trong đó, vậy sau này, ai còn dám tu luyện? Không sao, ta sẽ chỉ điểm nó thiếu hụt nhằm vào dị linh tộc, đến lúc đó, chỉ bổ dị linh tộc là được, dù sao nhàn rỗi cũng nhàn rỗi. Trương Huyền cười gật đầu. Ngươi! Không nghĩ tới tên này vô sỉ như vậy, ra đầu một thần nổ tung, vừa định nói cái gì, liền nghe thanh âm của Lạc Nhược Hy vang lên. Mau nhìn, lại không để ý tới tên này, vội vàng quay đầu, ngay sau đó nhìn thấy một cung điện yên tĩnh lơ lửng ở cách đó không xa. Chương 3025, không gian xa 1. Cung điện mang theo khí tức mênh mông xa xăm, phảng phất như đứng sừng sững ở đó không biết đã bao nhiêu năm, cho người ta một loại cảm giác lịch sử tang thương. Đây cũng là nhiễm cầu cổ thánh lưu lại, nếu có truyền thế thiên phù, nhất định ở bên trong. Lạc Nhược Hy nói, tòa cung điện này, vừa nhìn liền biết bất phàm, tuyệt không phải người bình thường có thể kiến tạo, trong đó ẩn chứa lực lượng cùng thủ đoạn, ngay cả đại thánh cũng theo không kịp, chỉ sợ chính là xuất từ tay học sinh cường đại nhất của Khổng sư. Trương Huyền nhẹ gật đầu, không suy nghĩ sự tình lôi kiếp, Minh Lý chi nhãn nhúc nhích, nhìn lại bốn phía, một lát sau vẻ mặt nghiêm túc. Dấu vết ở đây dừng lại giữa chừng, không có gì bất ngờ xảy ra, bốn người kia đã tiến vào, chúng ta cũng nhanh một chút đi. Biết chuyện này càng trọng yếu hơn, ba người cũng không nhiều lời, thẳng tắp bay về phía cung điện trước mắt. Cung điện thoạt nhìn khoảng cách không xa, bộ dáng chỉ hơn 10 cây số, có điều bay một hồi, nhất thời cảm giác được không đúng, bất kể bọn họ tiến lên như thế nào, dùng tốc độ bao nhanh,
cung điện vẫn ở đó, hình như không có tới gần chút nào. Chẳng lẽ chúng ta lại lâm vào huyễn cảnh? Sắc mặt Trương Huyền khó coi. Lúc trước kiếm lão nhân lưu lại kiếm trì, từng gặp được loại tình huống này, giống như quỷ đả tường, đi như thế nào cũng tại nguyên chỗ, lần này sẽ không cũng là như vậy chứ? Không phải. Lạc Nhược Hy cũng cảm giác được vấn đề, đôi mi thanh tú nhăn lại. Nếu như không nhìn lầm, hẳn là không gian xa. Không gian xa. Trương Huyền không hiểu ra sao, ngay cả Ngột Thần ở một bên cũng không biết rõ. Ta từng ở trong điển tịch thấy qua giới thiệu tương tự, không gian xa, là một loại không gian vỡ vụn như đất cát nghiền nát, liên hợp chung một chỗ, đồng dạng có thể tạo thành không gian chân chính, nhưng muốn đi qua trong đó, sẽ giống như đi ngược dòng nước, tiến lên càng nhanh, di động càng nhanh. Dù là thực lực ngươi mạnh hơn, cũng chỉ có thể dừng tại nguyên chỗ, không cách nào tiến lên mảy may. Nói cách khác, chúng ta thoạt nhìn là phi hành bình thường, nhưng không gian trong không gian xa là di động, không chỗ gắng sức. Tự nhiên giống như ốc sên, không nhìn thấy đi tới. Lạc Nhược Hy giải thích. Còn có loại sự tình này. Trương Huyền ngạc nhiên. Không gian xa, chưa từng nghe qua, nhưng Lạc Nhược Hy giải thích, lập tức hiểu được. Hiện tại bọn họ giống như ô tô lâm vào trong tổ hợp dòng dọc, lốp xe chuyển động, dòng dọc cũng chuyển động, hai triệt tiêu, dùng lực lượng lại lớn, cũng chỉ ở tại nguyên chỗ, mà không cách nào tiến lên. Lại như đi ở trên mặt băng không có lực ma sát, không chỗ mượn lực. Càng cất bước nhanh càng đi không được. Nếu như vậy, quả thực không cách nào tiến lên, bốn người bọn họ là làm sao thông qua nơi này. Ngột Thần tràn đầy nghi ngờ. Ngay cả bọn họ cũng bay không qua, bốn người trước cũng không thấy cường đại hơn bọn hắn, làm sao thuận lợi thông qua. Bọn họ hẳn là mượn pháp bảo nào đó, định trụ không gian xa di động, giống như bờ đê chặn lại hồng lưu, chỉ cần không gian xa không chảy, muốn xuyên qua không khó khăn. Lạc Nhược Hy nói. Vậy chúng ta mượn nhờ không gian trùng động nhảy qua, chẳng phải có thể trực tiếp đi vào cung điện, không cần bay tới. Trương Huyền nói. Trước đó Ngột Thần sử dụng bí pháp, mượn nhờ bước nhảy không gian, khoảng cách hơn 100 vạn cây số chớp mắt vượt qua, từ nơi này đến cung điện chẳng qua hơn 10 cây số, hẳn là càng đơn giản hơn. Không gian trùng động, có chút tương tự truyền tống trận, quả thực có thể để cho khoảng cách rút ngắn, xuyên qua không gian, nhưng không gian xa vốn không ổn định. Một khi sử dụng bí pháp không gian, ta sợ sẽ dẫn tới không gian loạn lưu, nói như vậy, chỉ sợ càng thêm phiền phức. Lạc Nhược Hy nhíu mày lại. Không gian loạn lưu, cường giả kiến thần bất hoại rơi vào trong đó cũng khó bảo toàn, trọng yếu nhất chính là, lại khó trốn đi, thật muốn như vậy, so với hiện tại càng thêm phiền phức. Nói như vậy, chẳng phải không có cách nào đi qua. Trương Huyền lắc đầu. Chương 3026, không gian xa 2. Bay không qua, bước nhảy không gian cũng không có cách nào sử dụng, chẳng lẽ cung điện rõ ràng đang ở trước mắt, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ngược lại cũng không phải, nếu như có thể giống như mấy người bọn họ, định trụ không gian xa di động, đồng dạng có thể nhẹ nhõm đi vào. Lạc Nhược Hy nói, định trụ không gian xa. Trương Huyền nhìn về phía Ngột Thần. Vị này lĩnh ngộ không gian cực mạnh, so với cường giả Lạc gia cũng không hề yếu, có lẽ sẽ có phương pháp. Nếu như ta có tính không châu của Lạc gia, ngược lại có thể hoàn thành. Hiện tại, khẳng định là làm không được. Thấy ánh mắt của hắn, Ngột Thần lắc đầu. Tính không châu. Món bảo vật này, là tiên tổ Lạc gia dưới cơ duyên xảo hợp lấy được. Có tác dụng định trụ không gian, ổn định loạn lưu, mặc dù không gian xa trước mắt một mực di động, khó mà gắng sức, nhưng có thứ này khẳng định có thể trực tiếp bao vây. Ngột Thần gật đầu nói. Lợi hại như vậy. Trương Huyền líu lưỡi. Đã sớm nghe nói tiểu công chúa luyện hóa tính không châu, tu vi đại tăng, thực lực cực kỳ đáng sợ, nhưng chưa hề giao thủ qua, trong lòng của hắn, còn là tiểu nha đầu đơn thuần, ưa thích luyện đan, xưng hô hắn lão sư, cung kính lễ độ. Hiện tại nghe vậy mới biết được thứ này lợi hại như thế. Tính không châu rất lợi hại, hơn nữa cho ta cảm giác, vị Lạc Thất Thất kia cách có thể phát huy sức mạnh lớn nhất, còn kém rất nhiều. Lạc Nhược Hy cũng nhẹ gật đầu. Bất quá bây giờ nói những thứ vô dụng này, tính không châu không có ở nơi này, coi như đi tìm cũng không kịp. Này cũng phải. Trương Huyền bất đắc dĩ. Tính không châu mạnh hơn, không ở trước mặt cũng vô dụng. Lại nói, tổn thương Lạc Thất Thất sâu như vậy, cho dù ra mặt hắn dày, cũng không tiện đi mượn chấn tộc chi bảo của người ta. Nói đến tính không châu, ta ngược lại nghĩ tới, nếu như... Thôi được rồi. Ngột Thần đột nhiên nói chen vào, nhưng nói đến một nửa. Mặt mũi cười khổ ngừng lại.
Trương Huyền nhìn qua. Có ý nghĩ gì, cứ nói đừng ngại. Thật ra thì, bất luận Lạc Gia hay Khâu Ngô Cổ Thánh, lý giải không gian đều nguồn gốc từ Tĩnh Không Châu, bọn họ lĩnh ngộ, là bao vây cùng ổn định không gian. Nếu như có thể lĩnh ngộ loại chân giải này, có lẽ có thể trong thời gian ngắn ổn định không gian xa trước mắt, nhẹ nhõm bay qua. Ngột Thần nói, chỉ bất quá, chân giải khó luyện thành, huống chi không gian, so với kiếm đạo càng khó. Ta có thể có thành tựu hiện tại, cũng là hao tốn không biết bao nhiêu năm, nghiên cứu không biết bao nhiêu cổ tịch mới thành công. Cái này, nếu như chia không gian làm xúc địa, xuyên toa, nắm giữ, sáng tạo cùng hủy diệt mà nói, như vậy phải đạt tới loại cảnh giới nào, mới có thể lĩnh ngộ chân giải. Dừng lại một chút, nhớ tới một việc, Trương Huyền nhịn không được hỏi. Chia mấy cảnh giới này, đạt tới thứ tư, cũng chính là cảnh giới sáng tạo, chẳng khác nào lĩnh ngộ loại chân giải này. Ngột Thần suy tư một chút nói. Cái thứ tư, ánh mắt Trương Huyền sáng ngời, khóe miệng không khỏi nâng lên, lần nữa nhìn lại, trong ánh mắt mang theo hừng hực. Ngươi mới vừa nói, nghiên cứu qua không ít cổ tịch liên quan tới không gian. Hiện tại có mang theo hay không? Lấy ra cho ta xem một chút. Chương 3027, Diễn Không Thiên Thư Đệ Tứ Trọng 1. Đọc sách, Ngột Thần ngẩn ngơ, cảm thấy mê man, không biết kẻ trước mắt này, đến cùng muốn làm gì. Mọi người đang thảo luận, rơi vào không gian xa làm sao chạy ra, thuận lợi đi vào cung điện, từ đó tìm kiếm truyền thế thiên phù, người lại muốn ở thời điểm ngàn cân treo sợi tóc đọc sách. Có cần không làm việc đàng hoàng như thế hay không? Trương Sư, hiện tại chúng ta không cách nào vào cung điện, cũng không cách nào lui về phía sau, vẫn là thương nghị làm sao rời đi đi. Ngột Thần nhịn không được nữa, vẻ mặt xấu hổ nhắc nhở. Nói thật, nếu không phải tiểu thư ưa thích người này, hắn sớm một tát đập chết. Cái gì quan trọng, cái gì không trọng yếu, trong lòng không biết sao. Ta làm như vậy, chính là vì rời đi. Trương Huyền nói. Ta gặp qua người Lạc Gia vận dụng lực lượng huyết mạch, cũng đã gặp bọn họ thi triển không gian bí pháp, ngươi cho ta nhìn thư tịch không gian, có lẽ có thể tìm tới pháp quyết tu luyện tương tự, trực tiếp tu luyện, lĩnh ngộ chân giải, hóa giải cục diện trước mắt. Tu luyện. Nghe rõ đối phương nói, Ngột Thần suýt chút nữa thổ huyết. Nguyên lai người này nghĩ tới cái đó. Thật đúng là đủ ý nghĩ hão huyền. Ngột Thần cố nén lửa giận sắp bùng nổ. Trương Sư, ta biết thiên phú của ngươi rất tốt. Nhưng không gian pháp tắc là khó khăn nhất trong rất nhiều pháp tắc, không gian chân giải khó càng thêm khó, vô số thiên tài cố gắng cả đời, cũng không có tiến triển mảy may. Hiện tại tu luyện, ta sợ không kịp. Không gian pháp tắc, nếu quả thật dễ tu luyện như vậy, cũng không để Lạc Gia ở đại lục nắm giữ uy danh như vậy. Gia hỏa này bị kẹt, không có biện pháp, mới nghĩ đến đọc sách. Thật sự cho rằng không gian chân giải là rau cải trắng, có thể mua một xe. Trương Huyền nói như vậy. Khẳng định có biện pháp của hắn, lấy thư tịch ra đi. Ngột Thần còn muốn tiếp tục nói chuyện, chỉ thấy Lạc Nhược Hy nhíu mày. Vâng. Tiểu thư lên tiếng, Ngột Thần không dám nói nhiều, cổ tay khẽ đảo, lấy ra thư tịch trước tiêu tốn không biết bao nhiêu năm siêu tập, chất thành một đống, như một ngọn núi nhỏ. Một bên lấy ra thư tịch, một bên trong lòng cảm khái. Thật không biết người này cho tiểu thư uống thuốc mê gì, lại tin tưởng hắn như vậy. Không để ý tới trong lòng đối phương đã khó chịu, ánh mắt Trương Huyền quét qua, thu rất nhiều thư tịch vào thư viện, trong đầu dung hợp với Diễn Không Thiên Thư, bản thân thì đến trước mặt sách núi, tiện tay cầm lấy một bản làm bộ đọc. Nhìn hắn cầm thư tịch, lông mày Ngột Thần nhảy loạn, suýt chút nữa thổ huyết. Chỉ thấy trên đó viết một hàng chữ lớn, trụ cột nhập môn không gian. Mới nhìn nhập môn, chờ ngươi có thể lĩnh ngộ chân giải, ta không phải chết già ở nơi này. Trong lòng buồn bực. Tiểu thư ở bên cạnh lại cực kỳ tin tưởng, hắn cũng không có cách nào, đành phải cố nén tức giận. Không biết người này sắp buồn bực bùng nổ, tâm thần Trương Huyền đắm chìm trong thức hải. Trước đó vị này cho chút thư tịch về không gian pháp tắc, cùng Diễn Không Thiên Thư dung hợp, đã bù đắp không ít thiếu hụt, giờ phút này rất nhiều thư tịch dung hợp vào, sáng tạo Diễn Không Thiên Thư đệ tứ trọng nhất thời hoàn mỹ vô khuyết, đạt đến thiên đạo cấp. Cái sáng tạo này, là sáng tạo không gian gấp, ổn định không gian. Có thể sáng tạo không gian mới, tự nhiên cũng có thể ổn định không gian cũ. Nội dung trong thư tịch chảy vào trong óc, con mắt Trương Huyền chậm rãi đóng lại. Năm cảnh giới của Diễn Không Thiên Thư, theo thứ tự là xúc địa, xuyên toa, nắm giữ, sáng tạo cùng hủy diệt. Vốn hắn tưởng rằng Khâu Ngô Cổ Thánh định sai đẳng cấp, hẳn là trước lý giải hủy diệt, mới có thể lĩnh ngộ sáng tạo, hiện tại mới hiểu được, đối phương căn bản không có tính sai.
Sáng tạo, chỉ là sáng tạo không gian mới, không gian nhỏ, mà không giống thế giới ổn định như danh sư đại lục, hủy diệt thì không giống, là phá toái hư không, chân chính siêu thoát. Lĩnh ngộ được điểm này, không chỉ vu hồn, thân thể cũng có thể không mượn lực lượng liền có thể tự do xuyên qua. Đạt tới loại cảnh giới này, mới coi như lĩnh ngộ không gian đến cực hạn, chân chính đại tự do, đại thực lực. Chỉ bất quá loại cảnh giới này rất khó đạt tới, coi như thời điểm Khâu Ngô cổ thánh lưu lại bí tịch, cũng kiến thức nửa vời, vẫn chưa triệt để đại thành. Chẳng qua, hiện tại hắn không cần tu luyện tới đệ ngũ trọng, đệ tứ trọng liền hoàn toàn đầy đủ. Chương 3028, Diễn Không Thiên Thư đệ tứ trọng 2. Hít sâu một hơi, thiên đạo công pháp đệ tứ trọng chảy xuôi ở trong đầu một lần. Kẽo kẹt, kẽo kẹt. Lực lượng trong cơ thể lập tức lấy một loại phương thức đặc thù vận chuyển, phảng phất như trong nháy mắt, kinh mạch, chân khí trong cơ thể hắn đều bị phong cấm, quan sát không đến, không tìm thấy. Thì ra là thế. Cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, một tia hiểu ra xông lên đầu. Trước đó Trương Huyền lĩnh ngộ Diễn Không Thiên Thư đến tam trọng, đằng sau kèm theo tu vi tăng thêm, lĩnh ngộ không gian cũng càng mạnh, mặc dù hoàn toàn khác biệt phong cấm chân giải trong Diễn Không Thiên Thư, nhưng cũng có tác dụng hỗ trợ lẫn nhau. Giờ phút này lĩnh ngộ, nhất thời cảm thấy ý thức không ngừng kéo dài, khống chế không gian cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Không gian chân chính, là do không gian giống như tổ ong tích tụ chung một chỗ, bình thường không gian ổn định, là ổn định bất động, cho dù lục địa nham thạch đè lên, cũng sẽ không xuất hiện biến hóa quá lớn, mà không gian xa trước mắt, giống như cát chảy, một khi nhận ngoại lực, sẽ để người rơi vào. Kèm theo lĩnh ngộ càng sâu, lý giải không gian xa trước mắt càng sâu. Sở dĩ không gian củng cố, là bởi vì lực lượng áp bức, để vô số không gian thật nhỏ hội tụ vào một chỗ, giống như áp xúc mảnh gỗ vụn, có thể ngưng tụ thành ván ép cường độ cao. Không gian xa trước mắt thì cực kỳ lỏng lẻo, giống như một đống viên bi tăng thêm dầu bôi trơn, căn bản đứng không vững. Muốn giải quyết, chỉ có thể dùng sức mạnh phong cấm, để nó củng cố, giống như đổ keo 502 vào đống bi, khi đó muốn gỡ cũng khó. Hắn bên này cảm ngộ. Một bên trên mặt Ngột Thần lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Tiểu thư, tiếp tục chờ đợi như vậy cũng không phải phương pháp, những người kia đi vào đại điện, thật muốn tìm được thiên phù, chúng ta liền không có biện pháp gì. Không chờ, chẳng lẽ còn có biện pháp khác sao? Trên mặt Lạc Nhược Hy nhìn không hề gấp gáp, mà thản nhiên nhìn qua. Không có biện pháp khác, trừ khi. Ngột Thần như nghĩ tới điều gì, cắn răng. Không được, làm như vậy sẽ giật mình tỉnh giấc càng nhiều người. Gây ra động tĩnh lớn hơn. Lạc Nhược Hy lắc đầu. Yên tâm đi, tin tưởng Trương Huyền, hắn đã nói có biện pháp, thì khẳng định có phương pháp. Hắn, Ngột Thần im lặng, nhịn không được nói. Hiện tại mới bắt đầu học không gian bí pháp, hơn nữa cầm là nhập môn trụ cột, khoảng cách lĩnh ngộ phong cấm chân giải không biết muốn bao nhiêu năm, ta sợ món ăn cũng đã lạnh. Hô, lời còn chưa dứt, một làn gió nhẹ lướt qua mặt. Đây là không gian xa. Tại sao có thể có gió? Con mắt Ngột Thần trợn tròn. Dưới tình huống bình thường, trong không gian xa, coi như cầm cây quạt cũng sẽ không mang theo một chút gió, sao ở đây lại đột nhiên xuất hiện khí lưu? Ầm ầm. Còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, liền cảm thấy toàn bộ không gian lay động, vô số linh khí thẳng tắp hội tụ về phía thanh niên trước mắt. Sau một khắc, hắn nhẹ nhàng mở mắt ra, trên mặt mỉm cười. Định. Một tiếng hét vang. Không gian xa để cho người ta khó đi lại, trong nháy mắt vững chắc. Chương 3029, Lạc gia quyền gia chủ hưng phấn 1. Cái này. Thân thể Ngột Thần nhoáng một cái, suýt chút nữa khóc lên. Mới vừa nói chờ người này học xong, món ăn cũng đã lạnh, thời gian nháy mắt liền thi triển ra lực lượng, phong cấm lại không gian xa. Có cần nhanh như vậy hay không? Chỉ cảm thấy trên mặt nhức nhối, nếu có kẽ đất, sẽ trực tiếp chui vào. Hắn là cao thủ, cùng Trương Sư tiếp xúc không đến bao lâu thời gian, liên tục bị đánh mặt 3-4 lần, mỗi một lần đều bị đánh đầu óc choáng váng, không biết Đông Nam Tây Bắc, vốn nghĩ ở một cái phương diện làm cho người khác kinh ngạc, một phương diện khác nhất định yếu kém, ai biết người này bất kể điểm nào cũng mạnh. Hình như không có chút nào thiếu hụt cùng sơ hở vậy. Liên tục nghi ngờ nhiều lần, truyền trở về, cũng không có mặt gặp người a, chỉ là, người này đến cùng làm sao làm được. Chỉ nhìn một bản không gian trụ cột nhập môn, liền có thể lĩnh ngộ không gian chân giải. Chẳng lẽ là thật đại xảo chuyên công, tất cả bí ẩn đều ở trong bản công pháp nhập môn.
Xem ra sau này cũng phải cố gắng nghiên cứu quyển sách này một chút, có lẽ có thể cảm ngộ, để thực lực tiến thêm một bước. Không gian xa đã định trụ, có thể đi. Không biết trong lòng của hắn suy nghĩ, Trương Huyền tiện tay ném trong tay thư tịch tới, thản nhiên nói. Lạc Nhược Hy nhẹ nhàng cười một tiếng, thân thể mềm mại khẽ động, thẳng tắp bay tới đằng trước, lần này quả nhiên thấy cung điện càng ngày càng gần. Ngột Thần luống cuống tay chân nhận lấy thư tịch. Trước kia ném quyển sách này ở dưới bàn chân, cũng sẽ không nhìn một cái, mà bây giờ, ngậm đến trong miệng sợ tan, nâng ở lòng bàn tay sợ vỡ, sợ làm hỏng bản bí tịch tuyệt thế này, chậm trễ lý giải không gian. Lạc gia, hai đệ tử bình thường đi tổ phòng. Tại đây chứa đựng tượng của tổ tiên Lạc Thiên Vân cùng bài vị của vô số tiền bối. Ngày hôm nay tới phiên bọn họ trực ban, quét dọn từ đường, đốt nhang, tiến hành đủ loại nghi thức tế bái bình thường. Ngày hôm nay xem như quá mức mất mặt rồi, về sau Lạc gia muốn xoay người cũng khó khăn. Một đệ tử khuôn mặt chán nản, vừa đi vừa lắc đầu. Đúng vậy, Lạc gia chúng ta, từ khi xây dựng đến nay, lúc nào nhận qua khuất nhục như vậy. Thanh niên Tố Y cũng siết chặt nắm đấm. Tộc trưởng bị người từ hôn, trước mặt mọi người bị đánh mặt, nàng không để ý, nhưng chúng ta làm sao bây giờ? Đệ tử áo đen than thở. Hiện tại nàng còn không phải tộc trưởng. Đại điển kế nhiệm còn chưa có tiến hành. Thanh niên Tố Y khẽ nói. Không có tiến hành, là bởi vì muốn thông gia. Nếu như không thông gia, lấy huyết mạch của nàng, hơn nữa nắm Tĩnh Không Châu trong tay. Không phải tộc trưởng TH2Y là cái gì? Đệ tử áo đen nói. Lần này mất mặt lớn như thế, ta không hy vọng nàng làm tộc trưởng. Thanh niên Tố Y lắc đầu. Không hy vọng có ích lợi gì. Trong tộc quy định, người cũng không phải không biết. Huyết mạch đạt tới cảnh giới nhất định, có thể làm tộc trưởng. Thực sự làm không được, lĩnh ngộ tiên tổ lưu lại không gian chân giải, cũng có thể làm. Hiện tại chỉ có huyết mạch của nàng phù hợp điều kiện. Mà không gian chân giải của tiên tổ, vài vạn năm không có người có thể triệt để lĩnh ngộ. Không phải nàng thì là ai? Đệ tử áo đen lắc đầu. Cũng không thể bởi vì việc này, mà thay đổi quy tắc gia tộc. Quy củ gia tộc không thể thay đổi. Nhưng Lạc gia chúng ta cũng không cần nhận khuất nhục này. Quơ quơ quả đấm, thanh niên Tố Y đang muốn tiếp tục nói chuyện, đột nhiên cảm thấy mặt đất dưới chân lay động, lông mày dương lên. Chương 3030, Lạc gia quyền gia chủ hưng phấn 2. Làm sao vậy? Là tổ phòng, mau qua tới nhìn một chút. Cảm nhận được lực lượng mặt đất chấn động, chính là từ phía trước thả ra ngoài, đệ tử áo đen biến sắc, vội vàng xông về phía trước, thanh niên Tố Y theo sát phía sau. Vừa tiến vào gian phòng, hai người liền kìm lòng không được ngốc tại chỗ. Chỉ thấy tượng tiên tổ vẫn đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích, giờ phút này chẳng biết lúc nào xoay người lại, nhìn phương xa, trên mặt lộ ra mỉm cười, bàn tay không tự chủ được chắp lại, đi lễ tiết ngang hàng. Sau lưng tượng, rất nhiều bài vị tiên tổ cũng như gặp được sự tình gì làm người ta kính sợ, từng cái đồng thời nằm trên mặt đất, run lẩy bẩy, không dám đứng dậy. Trên tượng tiên tổ lưu lại hai chữ Tĩnh Không, càng không ngừng lay động. Hình như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá vách tường bay ra. Trước đó cảm thụ chấn động, chính là như vậy phát ra. Chẳng lẽ, tiên tổ sống lại? Đệ tử áo đen ngẩn ngơ. Tiên tổ sớm đã qua đời không biết bao nhiêu năm, làm sao có thể sống lại? Thanh niên Tố Y có vẻ tương đối bình tĩnh, chẳng qua cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, không hiểu ra sao. Ta cũng không hiểu rõ, chẳng qua khẳng định xuất hiện biến cố to lớn. Nhanh báo tin quyền tộc trưởng cùng đại trưởng lão. Chúng ta không rõ ràng lắm, bọn họ nhất định rõ ràng. Tốt, không dám trì hoãn, đệ tử áo đen vội vàng lấy ra ngọc phù đưa tin, truyền tình cảnh nhìn thấy trước mắt ra ngoài, thời gian không dài, liền nghe trên không tiếng gió rít gào, quyền gia chủ, đại trưởng lão Lạc Khinh Trần, cùng đám người Lạc Huyền Thanh vội vã bay tới. Người Trương gia từ hôn rời đi, lưu lại tộc nhân tràn đầy khó chịu, giờ phút này mới vừa xử lý xong. Còn chưa kịp nghỉ ngơi, liền nhận được đưa tin tổ phòng xuất hiện biến cố, ai cũng không dám chậm trễ, nếu không là đại bất kính. Làm sao vậy? Người trên không trung còn không có hạ xuống, quyền tộc trưởng, cha của Lạc Thất Thất, Lạc Càn Trinh liền mở miệng hỏi. Cái này, quyền tộc trưởng, kính xin mời vào quan sát. Không biết giải thích như thế nào, thanh niên Tố Y vội vàng ôm quyền. Thân thể nhoáng một cái, Lạc Càn Trinh nhanh chân đi vào tổ miếu. Nhìn một cái, nhìn không được sững sờ, ngay sau đó tràn đầy kích động, trên mặt lộ ra hưng phấn. Cái này, cha, đây là có chuyện gì?
Thấy biểu tình của hắn, Lạc Huyền Thanh nhíu mày, mặt mũi không hiểu, tất cả trưởng lão khác cũng tràn đầy mê man. Vị quyền tộc trưởng trước mắt này, từ trước tới nay trầm ổn, vừa rồi Trương gia gây ra động tĩnh lớn như vậy cũng không có biểu lộ quá mức, vì sao bây giờ thất thố như vậy? Ha ha, thật sự là trời trợ giúp Lạc gia ta, để cho Lạc gia ta lần nữa quật khởi. Không có trả lời con trai hỏi, Lạc Càn Trinh cười to một tiếng, cười xong, mới quay đầu lại, hai mắt sáng lên. Các ngươi có phải tò mò đây là có chuyện gì hay không? Đây là tiền bối chấn động, tổ tiên bái phục, không có gì bất ngờ xảy ra, là có người lĩnh ngộ không gian phong cấm chân giải. Lĩnh ngộ phong cấm chân giải, chẳng lẽ, Lạc Khinh Trần biến sắc? Không sai, phong cấm chân giải là pháp quyết tu luyện hạch tâm nhất của Lạc gia chúng ta, có người luyện thành, liền có thể khống chế lực lượng gia tộc tốt hơn, hoàn mỹ thi triển võ kỹ truyền thừa trong tộc. Lạc gia thành lập vài vạn năm, cũng chỉ có tiên tổ một người lĩnh ngộ thành công, giờ phút này có người làm được, nói rõ Lạc gia ta lần nữa quật khởi ở trong tầm tay. Con mắt của Lạc Càn Trinh càng ngày càng sáng, vội vàng quay đầu dặn dò. Nhanh đi kiểm tra, đến cùng là vị trưởng lão hoặc đệ tử nào lĩnh ngộ được loại chân giải này, sau khi tìm được, lập tức tiến hành đại điển kế vị, thiết lập hắn làm gia chủ. Chương 3031, Sư tử Kim Binh 1. Vâng. Nghe được mệnh lệnh, tất cả trưởng lão sau lưng đồng thời gật đầu, đồng loạt bay ra ngoài. Lĩnh ngộ không gian phong cấm chân giải, tương đương với lĩnh ngộ không gian đạt đến đỉnh phong nhất của thế giới, có cường giả như thế này tỏa chấn, gia tộc lần nữa trung hưng, lại không chắc trở. Mấu chốt nhất là, mới vừa nhận lấy khuất nhục, bị người từ hôn mà hao tổn mặt mũi, cũng có thể lần nữa vãn hồi. Làm cho tất cả mọi người đều biết, Trương Huyền kia cự tuyệt Lạc gia, là một việc ngu xuẩn cỡ nào. Trương Huyền, người nhục tôn nghiêm của Lạc gia ta, có nằm mơ cũng chẳng ngờ, tộc nhân của chúng ta có thể đột phá nhanh như vậy. Ánh mắt Lạc Càn Trinh run lên. Đợi tìm được vị này, xác lập gia chủ, thù này, ta nhất định tìm ngươi báo. Lĩnh ngộ không gian phong cấm chân giải, tương đương với nắm giữ thủ đoạn hạch tâm nhất của Lạc gia, chỉ cần tu vi người này đạt tới. Trương gia tiểu thiên tài lại coi là cái gì? Đúng vậy, không giết tên này, khó tiêu mối hận trong lòng. Lạc Huyền Thanh cũng lộ ra điên cuồng. Coi hắn là hảo hữu, đối phương lại giày xéo tôn nghiêm của Lạc gia bọn họ như vậy. Hô hô, thời gian không dài, tất cả trưởng lão tiến đến tìm kiếm lần nữa bay trở về. Bẩm báo tộc trưởng, cường giả trong tộc tu vi đạt tới vũ không cảnh trở lên, tất cả đều thẩm tra một lần, không có người lĩnh ngộ phong cấm chân giải. Đại tộc trưởng, tất cả con cháu động hư cảnh, cũng toàn bộ hỏi thăm một lần, không ai lĩnh ngộ. Tất cả trưởng lão nói tin tức một lần, từng cái tràn đầy thất lạc. Tiên tổ tự mình hành lễ, nói rõ nhất định có người lĩnh ngộ, chắc chắn sẽ không phạm sai lầm, nhưng tu luyện giả trong tộc, tất cả đều hỏi thăm, cũng không nghe được có ai xuất hiện dị thường, vậy thì để cho người ta kỳ quái. Không có, làm sao có thể, không gian pháp tắc từ trước tới nay khó có thể lý giải được. Phong cấm khó càng thêm khó, không có huyết mạch cùng truyền thừa của Lạc gia, lĩnh ngộ gia lông cũng khó khăn. Lạc Càn Trinh khó tin. Năm đó sở dĩ tiên tổ Lạc Thiên Vân có thể thành công, là bởi vì cơ duyên xảo hợp nhận được Tĩnh Không Châu, lại đạt được Khâu Ngô Cổ Thánh truyền thừa. Nếu như không phải gia tộc mình, ai sẽ có nhiều cơ duyên như vậy? Tu luyện giả bế quan cũng đều triệu tập hỏi thăm, có thể người này không phải người Lạc gia hay không? Lạc Khinh Trần nhìn qua. Nếu thật là người Lạc gia, khẳng định biết lĩnh ngộ loại chân giải này đại biểu cái gì, không cần bọn họ tìm cũng sẽ xuất hiện, hiện tại động tĩnh gì cũng không có, chỉ sợ người dẫn tới rất nhiều tiền bối bái phục kia, cũng không thuộc về Lạc gia. Hiện tại kiểm tra, nhất định phải tìm được vị này, sau khi tìm được, nghĩ biện pháp lôi kéo đến Lạc gia, dù là... Ánh mắt Lạc Càn Trinh run lên. Thông gia, Lạc Huyền Thanh sững sờ. Không sai. Lĩnh ngộ phong cấm chân giải, tất cả bí mật liên quan tới không gian của Lạc gia, ở trước mặt đối phương đều không còn che giấu, không kéo về gia tộc, trở thành địch nhân, Lạc gia chẳng phải bị diệt. Cho nên, chỉ cần hắn có thể đến, điều kiện gì cũng có thể đồng ý, coi như muốn cưới muội muội của ngươi, cũng không thể chối từ. Lạc Càn Trinh vẫy tay một cái. Thế nhưng, Lạc Huyền Thanh lo lắng. Không nhưng gì cả, muội muội của ngươi cùng Trương Huyền, sớm đã đoạn tuyệt. Lại không có bất kỳ khả năng, đã như vậy, còn không bằng tìm một vị lĩnh ngộ không gian, như vậy, cũng có thể chèn ép hắn, để Trương gia biết, Lạc gia ta không cần cùng bọn hắn thông gia, cũng có thể đứng ở đỉnh phong nhất của đại lục. Ánh mắt Lạc Càn Trinh run lên,
Càng quan trọng hơn là, còn có thể mượn tay hắn, mạnh mẽ đả kích Trương Huyền, để hắn biết con gái của ta. Không phải là ai cũng có thể khi dễ. Lạc Huyền Thanh lặng im. Tuy lo lắng muội muội không hạnh phúc, cảm thấy như vậy đối với nàng không công bằng, nhưng quả thực là phương pháp đả kích Trương Huyền tốt nhất, để hắn biết trời cao đất rộng, Lạc gia cũng có thể bởi vậy làm dịu tôn nghiêm bị từ hôn mà tổn thương. Chương 3032, Sư Tử Kim Binh 2. Có thể lĩnh ngộ không gian phong cấm chân giải, cùng muội muội có thể sử dụng tĩnh không châu, quả thực càng thêm phù hợp. Được rồi, cứ quyết định như vậy, phái người nhanh đi tìm kiếm. Chỉ cần tìm được, lập tức trở về bẩm báo, ta tự mình đi mời. Lạc Càn Trinh hất ống tay áo, không nói thêm lời. Vâng, tất cả trưởng lão nhao nhao bay ra ngoài. Không còn không gian xa ràng buộc, tốc độ tiến lên cực nhanh, thời gian không dài, ba người liền đến trước cung điện, hạ xuống. Đi đến trước cầu thang của cung điện, Trương Huyền ngẩng đầu nhìn lại. Hai bên cung điện là hai tượng đá bộ dáng đồng tử, búi tóc thật dài, quần áo cổ điển, cúi mình xoay người, hình như là hành lễ cho người đến. Trên môn biển phía trước có ba chữ to, treo lơ lửng bầu trời, mang theo khí tức sắc bén, để cho người ta nhìn một cái, cảm giác bất cứ lúc nào sẽ cầm thương đánh tới, xé kẻ xâm lấn thành bột phấn. Đồng tử hành lễ, chữ viết giết người, cho người ta một loại cảm giác tiên lễ hậu binh. Nhiễm tử điện. Một thần nói. Hẳn là nhiễm cầu cổ thánh tự mình viết. Trương Huyền cảm xúc một tiếng, gật đầu. Ba chữ này cảnh giới thư họa không tính quá cao, thế nhưng cho người ta một loại cảm giác cao xa, lấy nhãn lực của hắn cũng xem không hiểu, chỉ sợ chính là từ tay cổ thánh tự mình lưu lại, nếu không tuyệt đối không huyền diệu như thế. Trương Huyền lắc đầu, nhìn chữ viết cùng đồng tử thi lễ một cái. Nhân, nghĩa, lễ, chí, tín, lễ còn xếp ở trước chí và tín, đủ thấy Khổng sư coi trọng. Đã đi tới di tích cổ thánh lưu lại, những cái này tốt nhất đừng thờ ơ. Hô! Lễ tiết vừa mới kết thúc, một hồi lay động, tượng đá đồng tử bên tay trái chậm rãi mở mắt, nhẹ nhàng cười một tiếng nhìn lại. Có thể tới nhiễm tử điện, nói rõ thực lực cùng năng lực, có điều đi tới nơi này, cũng không đại biểu có thể đi vào. Muốn đi vào trong đó, nhất định phải thông qua khảo hạch. Tượng đá đồng tử thản nhiên nói. Không biết khảo hạch gì. Trương Huyền ôm quyền. Nhiễm cầu cổ thánh không thích lễ tiết rườm rà, cho nên yêu cầu rất đơn giản, một người khiêu chiến một cái, cùng cấp bậc thắng được bọn chúng, liền có thể đi vào. Nếu không, còn xin đường cũ trở về. Đồng tử nói, bàn tay giơ lên. Rầm. Ba chữ to trên hoành phi rơi xuống, đi tới mặt đất, nhẹ nhàng nhoáng một cái, biến thành ba binh sĩ dung mạo tương đồng, người mặc khôi giáp kim sắc. Cái này. Trương Huyền kinh ngạc. Lấy nhãn lực của hắn. Có thể thấy được ba cái này không phải khôi lỗi cũng không phải bảo vật gì, mà là ba chữ huyễn hóa thành, từ trong tới ngoài, để lộ ra phong mang sắc bén. Đây là sư tử kim binh. Thấy hắn không hiểu, Lạc Nhược Hy ở một bên giải thích. Sư tử kim binh. Trương Huyền tràn đầy nghi ngờ. Hắn nghe qua sư ngôn thiên thụ, sư giả chi tâm, sư tử kim binh là cái gì? Trong truyền thuyết, danh sư lợi hại có thể dùng tinh khí thần bản thân lưu giữ lại ở hình thức văn tự. Những văn tự này, gặp được tình huống đặc biệt, sẽ biến thành kim binh, cùng người giao chiến. Bởi vì vị cường giả này lưu lại, cho nên kim binh nắm giữ kinh nghiệm chiến đấu cùng chiêu số của vị cường giả kia, để cho người ta khó mà chống lại. Lạc Nhược Hy nói, nắm giữ kinh nghiệm chiến đấu cùng chiêu số của vị cường giả đó. Đây là nhiễm cầu cổ thánh lưu lại chữ viết, chẳng phải chứng tỏ, nắm giữ năng lực chiến đấu của hắn. Đồng tử Trương Huyền co rụt lại, tràn đầy ngạc nhiên. Chương 3033, một thần đáng sợ một. Nhiễm cầu cổ thánh, mệnh danh đệ tử chiến lực mạnh nhất của Khổng sư, thực lực mạnh mẽ, có thể xưng kinh khủng. Sư tử kim binh này, nếu quả thật có kinh nghiệm chiến đấu cùng chiêu số của hắn, cùng cấp bậc muốn thắng được, nào có dễ dàng như vậy. Cũng không có khoa trương như vậy, sư tử kim binh, mặc dù ẩn chứa kinh nghiệm chiến đấu của viết người, nhưng chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, thường thường sai một ly đi nghìn dặm, cùng cấp bậc. Có thể phát huy ra một nửa lực lượng của cổ thánh, cũng rất không tệ rồi. Thấy bộ dáng của hắn, Lạc Nhược Hy cười cười. Nói trắng ra là, coi như ẩn chứa tinh khí thần của nhiễm cầu cổ thánh, cũng chỉ là một chữ mà thôi, không có khủng bố như vậy. Cũng đúng. Trương Huyền gật đầu, nhìn về phía mọi người. Ai tới trước? Ta tới đi. Một thần tiến về phía trước một bước. Ta dò đường thay tiểu thư cùng Trương sư. Trương Huyền cũng không nhiều lời.
Vị Ngột Thần này thoạt nhìn 13-14 tuổi, nhưng thực lực bầy ở nơi đó, không cần lo lắng, vừa vặn có thể nhìn một chút, những sư tử kim binh này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bắt đầu đi. Tượng đá đồng tử thấy có người ra khỏi hàng, lúc này nhẹ gật đầu. Kim binh chữ Nhiễm nhanh chân đi tới trước mặt, thân thể nhoáng một cái, khí tức trên người nhanh chóng tăng vọt, thời gian nháy mắt, liền đạt đến đại thánh cấp, cùng một thần giống nhau như đúc. Lợi hại. Trương Huyền nhìn không được cảm xúc. Một chữ viết, vậy mà có thể tăng cao tu vi, giống như nhân loại, cùng người chiến đấu. Không phải tận mắt nhìn thấy, sẽ không dám tin tưởng. Khó trách Khổng Sư tự tay viết, chỉ cần xuất hiện một chữ, liền có thể để vô số gia tộc điên cuồng, xem ra đạt tới cổ thánh cấp, mỗi một chữ đều không có đơn giản như vậy. Phần phật, cấp bậc tấn thăng xong, Kim Minh không có chút do dự gì, thân thể nhoáng một cái, một chuôi trường thương xuất hiện ở trong lòng bàn tay, thẳng tắp đâm tới một thần. Thương chưa tới, không gian trước mắt liền xuất hiện vết rách, lực lượng hung mãnh đâm tới ngực một thần. Thương pháp thật lợi hại. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên, nắm đấm không khỏi siết chặt. Công phu có hay không, vừa ra tay liền biết, thương pháp của Trịnh Dương là hắn truyền thụ, đối thương lý giải sớm đã đạt đến cảnh giới cực kỳ cao thâm, trường thương của Kim Minh, mặc dù không có mạnh mẽ đơn giản như của mình, nhưng cũng giản lược tóm tắt, vừa ra tay liền phá vỡ hư không, trong nháy mắt bao vây tinh khí thần người, để đối thủ khó mà trốn tránh. Đến hay lắm, cũng nhìn ra chiêu này đáng sợ, một thần nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không tránh né, ngón tay nâng lên, thẳng tắp nghênh đón mũi thương. Dưới tình huống bình thường, lấy ngón tay đối kháng trường thương, tuyệt đối là chiêu số tìm chết, nhưng đầu ngón tay của một thần mang theo khí lưu đặc thù xoay tròn, chỉ cần mũi thương tới đụng một cái, sẽ lập tức quấy vào trong đó, tựa như rơi vào không gian loạn lưu, cực kỳ bị động. Kim Minh biết khí lưu ở đầu ngón tay hắn lợi hại, vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, trường thương bỗng nhiên nhấc lên. Lần này biến chiêu, không chần chờ cùng dây dưa dài dòng chút nào, phảng phất như trước đó chỉ là hư chiêu, đây mới thật sự là sát chiêu. Biến chiêu có thể làm được nước chảy mây trôi như vậy, xem như hắn cũng cần tiêu tốn công phu nhất định. Lợi hại, lần này biến chiêu, cũng có 1/3 năng lực của ta. Trương Huyền không khỏi khen ngợi. Chương 3034, một thần đáng sợ 2. Nắm giữ thiên đạo thư viện cùng minh lý chi nhãn, có thể nhẹ nhõm nhìn ra chiêu số cùng sơ hở của đối thủ, bởi vậy ở biến chiêu, thừa nhận thứ hai, tuyệt đối không ai dám thừa nhận thứ nhất, một chữ tạo thành kim binh, vậy mà có thể nắm giữ 1/3 năng lực của hắn, tận mắt nhìn thấy, cũng cảm thấy cực kỳ kinh khủng. Này, bị hắn biến chiêu kinh ngạc, một thần khó chịu, ngón tay điểm ra. Ông! Chỉ phong tựa như kiếm khí, từ ngón tay bắn ra, vừa vặn rơi vào trên mũi thương, cả hai đụng nhau, một tiếng kêu khẽ, trường thương lập tức rời tay. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Kim binh liên tục lui về sau hai bước, thân thể như nước chảy tản ra, lần nữa biến thành một chữ Nhiễm, bay trở về Hoành Phi. Thật mạnh. Lần nữa nhìn về phía Ngột Thần, Trương Huyền híp mắt lại. Kim binh này, chiến lực cùng cấp bậc so với Trịnh Dương chỉ mạnh không yếu, lợi hại như thế. Hai chiêu đánh bại, hơn nữa nhìn bộ dáng như còn có giữ lại, không có thi triển toàn lực. Vị Ngột Thần này, thực lực chân chính chỉ sợ cũng không phải là trước đó nhìn thấy đơn giản như vậy. Thiếu hụt. Trong lòng hơi động. Trước đó dùng thư viện dò xét qua Lạc Nhược Hy, chỉ là mỗi lần làm như vậy sẽ té xỉu, sợ tới mức hiện tại không dám quan sát. Bất quá không điều tra nàng, điều tra đồng tử bên người nàng không tính là phạm điều lệ sao. Biết tên này là ai? Suy diễn ra thân phận của Lạc Nhược Hy hẳn rất đơn giản. Hô! Thư viện lay động, không có thư tịch xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Trương Huyền giật mình. Mới vừa rồi Ngột Thần này cùng Kim Minh chiến đấu, chân khí trong cơ thể vận chuyển, thuộc về còn sử dụng võ kỹ. Dựa theo tình huống bình thường, thư viện sẽ trực tiếp xuất hiện thư tịch, cho thấy chiêu số thiếu hụt. Sao một chút động tĩnh cũng không có? Không nên a hát. Chẳng lẽ, đồng tử này cũng là diễn hư thể? Đồng tử Trương Huyền co rụt lại. Thư viện không cách nào thẩm tra, chỉ có một khả năng, cái kia chính là. Giống như mình, là diễn hư thể, thuộc về số ảo trong thiên đạo. Danh sư đại lục, cường giả, thiên tài vô số, cho tới bây giờ chỉ có 3 vị diễn hư thể. Cái thứ nhất là mình, thứ hai là Lạc Thất Thất, cái thứ ba tuy không biết là ai, nhưng 89/10 chính là Lạc Nhược Hy. Bởi vì bạn gái này của hắn, thư viện đồng dạng không có cách nào kiểm tra. Hơn nữa thiên cơ sư cũng suy tính không ra. Nếu không hai nhà Trương Lạc thông ra, đại sự như thế,
nhất định do Thiên Cơ sư Cửu Tinh cẩn thận thôi diễn, như vậy cũng không có suy tính đủ để chứng minh tất cả. Tiểu thư là diễn hư thể ngược lại cũng thôi, đồng tử cũng phải. Có phần quá đáng sợ đi, lúc nào loại thể chất đặc thù ngay cả Thiên Cơ sư cũng không cách nào thôi diễn này, không đáng giá như vậy. Có lẽ thư viện nên thăng cấp, thực sự không được, đi Thiên Cơ sư công hội một chuyến. Trương Huyền vịn cằm, trong lòng suy tư. Tu vi một mực tăng thêm, nhưng thư viện đã rất lâu không tấn cấp. Tuy cảm thấy tên này không tăng lên cũng rất lợi hại, nhưng bây giờ nhìn không ra, sau khi tấn cấp, có lẽ có thể phát giác được khác biệt gì. Bất quá thư viện làm sao tấn cấp, hắn cũng không biết quy luật, lần đầu tiên là bởi vì cùng Lạc Nhược Hy chung một chỗ, rơi vào hôn mê, về sau thì bởi vì trừng phạt Thiên Cơ sư. Lần cùng Lạc Nhược Hy kia không biết nguyên nhân, nhưng trừng phạt Thiên Cơ sư cực kỳ đơn giản, thực sự không được, tìm cơ hội đi Thiên Cơ sư công hội, chuyển một vòng, năng lực của thư viện nhất định có thể bạo tăng, tu luyện có thể sẽ tùy theo tăng tốc. Đương nhiên đây đều là nói sau, bất kể như thế nào, trước giải quyết cục diện trước mắt lại nói. Ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy Lạc Nhược Hy nhìn hắn một cái, mang theo một tia phức tạp, muốn nói điều gì, cuối cùng không có mở miệng, thân thể mềm mại nhoáng một cái, đi ra. Cái thứ hai ta tới đi. Chương 3035, một người chiến hai chữ một. Vẫn là ta tới đi. Trương Huyền xấu hổ. Vừa rồi chỉ lo nghiên cứu một thần lại quên chuyện này, nếu tỉ thí, sao có thể để nữ hài tới trước, mà bản thân ở một bên nhìn chứ. Ai tới cũng giống nhau. Vẻ mặt Thạch đồng tử lạnh nhạt, không quan tâm ai trước ai sau, vẫy tay một cái, chữ tử biến thành kim binh, tiến về phía trước một bước. Đương nhiên không giống, nơi này ngươi có ba chữ, đối chiến ba người chúng ta. Nếu như ta một người có thể đánh bại hai kim binh, có phải nàng không cần xuất thủ hay không? Trương Huyền thản nhiên nói. Một người đối chiến hai chữ. Thạch đồng tử sững sờ, ngay sau đó khóe miệng nâng lên. Ngươi xác định. Đương nhiên. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Vừa rồi kim binh thứ nhất chiến đấu với Ngột Thần, hắn nhìn kỹ, cùng cấp bậc thực lực không gì hơn cái này, cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng, hắn muốn thắng cực kỳ đơn giản. Đã như vậy, cũng không cần phiền phức Lạc Nhược Hy xuất thủ. Trương Huyền, sư tử kim binh, càng về sau thực lực càng mạnh, không cần thiết chủ quan. Không nghĩ tới hắn muốn khiêu chiến hai chữ, Lạc Nhược Hy nhíu mày. Không sao, hai chữ mà thôi, nhìn ta phá đi. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, tràn đầy tự tin. Vậy thì tốt, ngươi cẩn thận. Thấy bộ dáng của hắn, Lạc Nhược Hy không nói thêm lời, nhẹ gật đầu. Bắt đầu đi. Thấy nữ hài không ngăn cản nữa, Trương Huyền cười ha ha một tiếng, hai bước đi tới trước mặt kim binh, bàn tay duỗi ra, trong nháy mắt, khí tức xông thẳng lên trời, hào khí ngất trời. Coi như có chút anh hùng khí khái. Thấy bộ dáng của hắn, Một Thần âm thầm khen ngợi. Từ trước đến nay, cũng không biết tiểu thư lợi hại như vậy, tại sao lại ưa thích gia hỏa này, bây giờ nhìn thấy hắn vì nữ tử đứng ra, một người khiêu chiến hai chữ, mới hiểu được một chút. Mặc dù tên này có chút ưa thích giả bộ, ưa thích đả kích người, nhưng thời khắc mấu chốt còn rất đáng tin cậy. Phần phật, hắn bên này tiến lên, không có dư thừa nói nhảm, hai kim binh cũng trong chốc lát đè thấp tu vi đến thánh vực cửu trọng đỉnh phong, hai bên trái phải công kích đến, tuy dùng chiêu số khác biệt, nhưng lại giống như một người, phối hợp hoàn mỹ vô khuyết, tất cả đều nhắm ngay thiếu hụt không thể không phòng chuẩn bị của Trương Huyền, để cho người ta khó mà trốn tránh. Không tệ. Thấy hai gia hỏa này phối hợp, quả nhiên đáng sợ hơn chữ nhiễm vừa rồi, Trương Huyền cũng không căng thẳng, ngược lại nhẹ nhàng cười một tiếng, đi về phía trước một bước. Định. Phần phật. Không gian bốn phía lập tức bị phong tỏa, trước đó dường như còn có tiếng gió thổi qua, kèm theo lời của hắn, tất cả dừng ở trên không, chiêu số công kích của hai người cũng giống như cá bị đóng băng ở trong nước, không cách nào tiến lên. Nếu có đồ vật đang rơi mà nói, giờ phút này cũng sẽ dừng ở trên không. Yên tĩnh lơ lửng, sẽ không rơi xuống mặt đất. Lĩnh ngộ phong cấm chân giải, cường giả đại thánh cấp khả năng không cách nào định trụ, nhưng cùng cấp bậc, căn bản không tránh thoát. Có thể nói, có loại năng lực này, cùng cấp bậc thi triển, tuyệt đối vô địch. Trừ khi, đối phương cũng lĩnh ngộ không gian pháp tắc đồng dạng, hoặc là nắm giữ năng lực có thể sánh vai, tỉ như. Thời gian pháp tắc của Trương gia. Tản đi đi. Chương 3036, một người chiến hai chữ hai. Một chiêu định trụ hai vị kim binh, Trương Huyền hừ một tiếng, ngón tay duỗi ra, đang muốn đánh tan, liền nghe thanh âm kinh ngạc của Thạch đồng tử vang lên.
không gian phong cấm của Khâu Ngô cổ thánh, nguyên lai là truyền nhân của Khâu Ngô tử, xin hạ thủ lưu tình. Ồ, không nghĩ tới tượng đá này có thể nhận ra chiêu số của mình, Trương Huyền xoay người lại. Dầm, kèm theo tinh thần hắn buông lỏng, trong tích tắc, lực lượng giam cầm không gian ngừng lại, giờ khắc này, gió tiếp tục thổi, hai kim binh treo ở trên không công kích, lần nữa bắn tới. Ha ha, Trương Huyền cười nhạt một tiếng, cũng không thấy có động tác gì, công kích phóng tới đột nhiên chuyển biến, dán chặt lấy thân thể của hắn, vọt tới trên không, sau một khắc biến mất trên không trung, không thấy hình bóng. Là khuấy động không gian. Con mắt một thần trợn tròn. Không phải cái khác, đúng là chiêu số của hắn ở Lạc Gia đối kháng trận pháp phục ma quyển, khuấy động không gian. Trong thời gian ngắn, không gian xung quanh thân thể vặn vẹo, lan tràn lên phía trên, coi như công kích tới, cũng không tổn thương được mảy may. Lấy thực lực của hắn bây giờ, làm ra chiêu này cực kỳ đơn giản, nhưng thánh vực cửu trọng đỉnh phong. Gần như không có khả năng hoàn thành. Nhưng gia hỏa trước mắt này lại tùy tiện làm được. Loại chân dài kia, trải qua vô số năm tháng, từng thấy người thi triển qua, cũng thấy vô số thư tịch liên quan tới loại này, phía trên đều có giảng giải kỹ càng, uy lực cùng tốc độ thi triển như thế nào, nhưng so sánh với trước mắt, những cái hắn biết kia, giống như trẻ lên ba vậy, mà tên này, thì giống như sư phụ của bọn hắn. Căn bản không ở cùng một cái đẳng cấp. Mới vừa học được, không đến 10 phút liền có loại uy lực này, những người chìm đắm cả đời cũng không bằng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trong lòng của hắn nghi ngờ, Thạch Đồng Tử ở một bên dường như cũng nhìn ra không đúng, cau mày, có chút không hiểu. Phong cấm không gian của Khâu Ngô tử, mặc dù mạnh mẽ, nhưng thực lực như ngươi có thể thi triển trôi chảy như vậy, xem như bản thân hắn phục sinh, chỉ sợ cũng làm không được. Phong cấm không gian của Khâu Ngô tử rất lợi hại, nhưng cũng không có lợi hại đến loại trình độ này. À, phong cấm không gian của Khâu Ngô cổ thánh có chút tì vết, ta thuận tiện sửa đổi thoáng cái mà thôi. Trương Huyền gật đầu. Mặc dù Diễn Không Thiên Thư là bí tịch đỉnh phong nhất của đại lục, nhưng ở dưới Thiên Đạo Thư Viện vạch lá tìm sâu, thiếu hụt vẫn như cũ quá nhiều, hắn tu luyện chính là Thiên Đạo Công Pháp, uy lực tự nhiên không thể so sánh nổi. Phong cấm không gian của người trước cần tích trữ lực lượng, còn có thời gian trì hoãn, mà Thiên Đạo Pháp quyết. Căn bản không cần. Sửa chữa. Thạch Đồng Tử còn chưa lên tiếng, một thần suýt chút nữa té ngã trên đất. Hắn là tận mắt nhìn thấy vị trước mắt này mượn sách đột phá, vốn cho rằng loại tình huống như thế, có thể học được cũng đã rất nghịch thiên, đụng đại vận, nằm mơ cũng không nghĩ đến, người ta không chỉ học biết, còn cảm thấy không tốt, thuận tiện sửa đổi. Mấu chốt nhất là còn sửa chữa thành công, để uy lực của chiêu số trở nên càng thêm cường đại. Nghịch thiên như thế, còn có thiên lý hay không? Có còn là người hay không? Chẳng lẽ bản trụ cột nhập môn này, thật lợi hại như vậy? Có thể khiến người ta nhìn một cái, ngay cả tuyệt chiêu của Khâu Ngô cổ thánh cũng có thể sửa đổi. Thật muốn như vậy, xem ra sau khi trở về, nhất định phải học tập cho giỏi, nghiên cứu thật tốt, tranh thủ sớm ngày nắm giữ lực khống chế không gian như vậy. Ngươi sửa chữa. Thạch Đồng Tử cũng có chút khó tin, có điều sau đó cho rằng là dựa vào rất nhiều danh sư của danh sư đường, hoặc dựa vào tổ tông ban cho mới thành công, nên không hỏi thêm nữa, tiếp tục nói. Đã có truyền thừa của Khâu Ngô tử. Tự nhiên có tư cách đi vào, mời. Nói xong cúi người, ngay sau đó dẫn đường. Kẹt kẹt. Hắn đi về phía trước, cửa cung điện rền vang mở ra, một cỗ khí tức cổ điển minh mông nhất thời đập vào mặt. Chương 3037, cửa đá. Đi thôi. Thấy tượng đá đi vào, Trương Huyền nói một tiếng, ba người lập tức theo sát ở phía sau, đi thẳng về phía trước. Trong đại điện đèn đuốc sáng trưng, vô số dạ minh châu treo ở trên bầu trời. Chiếu sáng bốn phía, để gian phòng giống như ban ngày. Trong thông đạo, điều khắc chữ viết cổ xưa, viết là một số quy phạm đạo đức, cùng tiêu chuẩn lễ nghi. Ngươi không phải nói, Nhiễm Cầu cổ thánh không để ý lễ nghi sao, sao? Đi tới trước mặt Thạch Đồng Tử, Trương Huyền tràn đầy nghi ngờ. Thời điểm vừa thấy Đồng Tử, hắn nói Nhiễm Cầu cổ thánh không thèm để ý các lễ tiết quy củ, sao trong điện viết đầy những thứ này? Bởi vì không chú trọng, bị khổng sư răn dạy. Mới điều khắc ở đây, thời khắc ghi nhớ. Thạch Đồng Tử nhẹ gật đầu. Trương Huyền giật mình. Khổng sư từng nói, ba tỉnh thân ta, Nhiễm Cầu cổ thánh điều khắc ở đây, mỗi ngày đều có thể quan sát, xem như ngày ngày tự suy ngẫm. Trước chúng ta, có phải có bốn người đã thông qua khảo hạch hay không? Trương Huyền trần chờ một chút, hạ giọng.
Bốn dị linh tộc kia, hiện tại không thấy được tung tích, chẳng lẽ cũng thông qua khảo hạch. Thực lực mạnh yếu là chuyện nhỏ, sẽ không phải vị học sinh chiến lực đệ nhất này của Khổng Sư, lưu lại di tích, ngay cả dị linh tộc cũng phân biệt không ra chứ. Thật muốn như vậy, cũng quá mất thân phận đi. Bọn họ tiến vào, cũng không cự tuyệt hắn tra hỏi, Thạch đồng tử lên tiếng. Biết hắn nhận được truyền thừa của Khâu Ngô cổ thánh, thái độ rõ ràng tốt hơn nhiều. Thật thông qua được, vậy bọn hắn, có gì thường gì không? Trương Huyền cau mày. Vốn định trực tiếp hỏi, trong cơ thể đối phương có sát lục chi khí hay không, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Dị thường. Thạch đồng tử lắc đầu. Không có, bọn họ đều đúng quy đúng củ đánh bại sư tử Kim Minh, hơn nữa một người trong đó còn lấy ra bảo vật của Ngôn Uyển cổ thánh. Ngôn Uyển cổ thánh. Trương Huyền chấn động. Ngôn Uyển cổ thánh là môn hạ của Khổng Sư, một trong 10 đại hiền giả, am hiểu lễ nhạc, tương đương đám người bốc thương cổ thánh, nhiễm cầu cổ thánh, năm đó ma âm sư có thể truyền thừa xuống, có công lao thật lớn của hắn, nguyên nhân chính là như vậy, người sau một mực phụng hắn làm tổ sư. Bốn dị linh tộc kia lại có bảo vật của hắn. Có thể đi tới danh sư đại lục không bị phát hiện, tìm được di tích mà danh sư đường cũng không thể biết, càng lấy ra bảo vật của Ngôn Uyển cổ thánh. Xem ra đám dị linh tộc này chuẩn bị cực kỳ cẩn thận. Vẻ mặt Trương Huyền nghiêm túc. Năm đó dị linh tộc cùng nhân tộc đại chiến, hai bên đều có tổn thương, không ít bảo vật của nhân tộc rơi mất, bị bọn họ chiếm làm của riêng cũng rất bình thường. Chỉ là không nghĩ tới, lần này bọn hắn tới, có thể chuẩn bị đầy đủ như thế, ngay cả đồng tử này cũng không có phát giác dị thường. Vừa rồi cố ý hỏi thăm, nếu như đối phương lộ ra chân tướng, có thể nhân cơ hội để đồng tử đề phòng. Nhưng bây giờ như vậy, chỉ sợ nói nhiều sẽ để hắn chán ghét, một khi bị trả đũa, được không bù mất. Khó trách có thể bắt đám người Triệu Nhã đi, một chút tin tức cũng không tiết lộ, mấy tên này quả nhiên không đơn giản như tưởng tượng. Đến, đang tràn đầy khiếp sợ, liền nghe một thanh âm nhàn nhạt vang lên, Trương Huyền vội vàng ngẩng đầu, ngay sau đó nhìn thấy đã đi tới một đại sảnh rộng lớn. Gian phòng hình tròn, bốn phía tất cả đều là cửa, lít nha lít nhít, chừng gần trăm cái. Nơi này có 99 cánh cửa, đều có khảo nghiệm khác biệt, mỗi người các ngươi chỉ có một lần lựa chọn, hơn nữa chỉ có thể tiến vào một cái, nếu như có thể thuận lợi thông qua, liền đến phần cuối, tìm đồ vật các ngươi muốn. Không cách nào thông qua, thật không tiện, chỉ có ở lại chỗ này, mãi cho đến tuổi thọ hao hết. Nhìn chung quanh một vòng, Thạch Đồng Tử nói. Nói cách khác, 99 cánh cửa, chọn đúng, thông qua khảo hạch, sai, tự gánh lấy hậu quả. Cái này. Trương Huyền nhìn qua. Những cửa này, có thể tùy ý lựa chọn. Không sai, muốn vào cái nào cũng được, hiện tại các ngươi có một nén hương thời gian, mau chóng làm ra quyết định đi. Thạch Đồng Tử nói xong, lui về sau hai bước, mặt không hề cảm xúc. Biết tên này sẽ không cho nhắc nhở, Trương Huyền cùng Lạc Nhược Hy, một thần liếc mắt nhìn nhau, riêng phần mình gật đầu, đồng thời nhìn về phía trước. Những cửa này, tất cả đều do đá điêu khắc thành, giống nhau như đúc. Nhìn không ra bất kỳ khác biệt, liên tục chuyển hai vòng, chỉ sợ vừa rồi từ nơi nào bắt đầu đi cũng tìm không được. Quả thực giống như mê cung. Nhìn một vòng, cảm thấy có chút quáng mắt, cái gì đều tìm không ra, Trương Huyền hừ nhẹ một tiếng, trong lòng hô khẽ. Minh Lý Chi Nhãn. Phần phật. Từng đạo hoa văn từ trong mắt hiện lên, Trương Huyền vội vàng nhìn chung quanh. Bốn dị linh tộc đã đi vào cung điện, vậy nói rõ bọn họ vô cùng có khả năng giống như đám người mình. Đã tới qua nơi này, hơn nữa làm ra lựa chọn. Những người này có thể tìm tới nơi này, hơn nữa tùy thân mang theo bảo vật của Ngôn Uyển cổ thánh, có lẽ trước thời hạn đã biết nơi này, tìm được cửa an toàn nhất. Tại sao không có dấu vết? Rất nhanh, Trương Huyền nhìn chung quanh một vòng, mày nhíu lại thành cục. Vốn cho rằng sẽ giống như ở bên ngoài, tìm được chút dấu vết để lại, không nghĩ tới bốn người này giống như lúc trước bắt đi Triệu Nhã. Không có lưu lại bất cứ dấu vết gì, cái gì cũng thẩm tra không ra. Không cần tìm, nếu là khảo hạch, thì không thể nào cho ngươi nhìn ra gì đó. Hơn nữa tượng đá này cũng nói, một người chỉ có thể tiến vào một cửa, nói cách khác, coi như chọn được cửa đá bọn họ tiến vào, cũng không cách nào đi vào. Dường như nhìn ra ý nghĩ của hắn, Lạc Nhược Hy truyền âm. Cái này, Trương Huyền im lặng. Không sai, nếu là khảo hạch, sao sẽ lưu lại sơ hở rõ ràng như vậy? Dù sao người khác tuyển qua, chỉ cần đi vào, cơ quan trận pháp, khẳng định đã vận chuyển, lại không còn nguy hiểm có thể nói. Vậy làm sao bây giờ? Quay đầu nhìn lại. Tùy tiện tuyển đi.
Tiến về phía trước một bước, Lạc Nhược Hy tùy tiện tuyển một cửa, tay ngọc kéo ra muốn đi vào. Ngươi, cẩn thận. Thấy nàng trực tiếp tiến vào, Trương Huyền có chút nóng nảy, vội vàng dặn dò. Yên tâm đi. Nữ hài cười nhạt một tiếng, ánh mắt lộ ra tự tin nồng đậm. Tuy nhiễm cầu cổ thánh lưu lại khảo hạch sẽ không đơn giản, nhưng muốn lưu ta lại, còn không có dễ dàng như vậy. Nói xong nhấc chân đi vào. Cũng phải. Mặc dù không thấy Lạc Nhược Hy ra tay, nhưng đồng tử một thần cũng lợi hại như vậy, làm tiểu thư, khẳng định mạnh hơn. Cổ thánh lưu lại khảo hạch, đối phó một số thiên tài bình thường còn có thể, đối phó nàng, sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Ta cũng đi qua. Nàng đi vào cửa, một thần cũng tùy tiện tuyển một gian, sải bước đi vào. Tới phiên ngươi. Vẻ mặt Thạch đồng tử lạnh nhạt nhìn qua. Trương Huyền nhẹ gật đầu, đang muốn tùy tiện vào một phòng, đột nhiên trong lòng hơi động. Minh Lý Chi Nhãn nhìn không ra tốt xấu phía sau những cửa này. Thư viện thì sao? Chương 3038, ta ngứa một. Trước mắt 99 cái cửa, nguy hiểm khác biệt, kỳ ngộ khẳng định cũng không giống nhau, lựa chọn đúng với sai, nhất định có chênh lệch rất lớn. Nếu không đồng tử này cũng sẽ không chuyên môn cho thời gian một nén nhang để người ta lựa chọn. Cổ thánh lưu lại khảo hạch, bị hạn chế tu vi, Minh Lý Chi Nhãn hiệu quả không lớn, nhưng thư viện thì sao? Dưới thiên đạo, cái gì cũng có thể nhìn thấu. Đã như vậy, dùng nó tới chọn, cái nào đúng đắn, cái nào sai lầm, hẳn là cực kỳ đơn giản. Nghĩ liền làm, Trương Huyền không chần chờ chút nào, cổ tay khẽ đảo, tay lấy ra giấy trắng cùng một cây bút lông, rồng bay phượng múa, bắt đầu vẽ tranh. Trình độ thư họa của hắn sớm đã đạt đến bát tinh, tốc độ cùng chất lượng vẽ tranh đều đạt đến trình độ cực cao, không đến 3 phút, liền vẽ ra toàn bộ cửa đá trước mắt, sinh động như thật. Tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bay ra ngoài. Vẽ xong, bút lông tiếp tục vũ động, ở trên mỗi một cửa đều viết hai chữ đúng đắn. Nhiều cửa như vậy, làm khảo hạch, nhất định chỉ có một chỗ là chính xác nhất, thư viện có thể phân biệt ra được sai lầm cùng thiếu hụt, chỉ cần không có thiếu hụt, thì có thể tiến vào. Hắn bên này viết, Thạch đồng tử ở một bên không hiểu ra sao. Vốn cho rằng kẻ trước mắt này sẽ tùy tiện lựa chọn một cửa đá đi vào. Ai biết lấy ra bút giấy, lại viết lại vẽ. Ta là để ngươi lựa chọn, không phải bảo ngươi vẽ tranh. Chơi những cái này làm gì? Thời gian lập tức đến, lại không đi vào, sẽ thủ tiêu tư cách, không thể tham dự khảo hạch. Hắn nhịn không được nữa nhắc nhở. Được rồi, ta lập tức làm ra lựa chọn. Trương Huyền nhẹ gật đầu, ở trên cửa đá cuối cùng viết xong đúng đắn, lúc này ngón tay mới đụng giấy một cái. Hô! Trong đầu xuất hiện một tranh vẽ giống nhau như đúc. Thời gian nháy mắt, tìm được cánh cửa không có thiếu hụt kia, lúc này Trương Huyền mới thở phào nhẹ nhõm. Ta chọn xong. Trương Huyền mở mắt ra, nhẹ nhàng cười một tiếng, nhanh chân đi về phía trước, đi tới trước mặt Thạch đồng tử, thấy nó không hiểu ra sao, nhẹ nhàng cười một tiếng. Thật ra thì ta là thư họa sư, có thói quen nhìn thấy đồ tốt sẽ vẽ ra. Vừa rồi nhìn thấy nhiều cửa đá như vậy, nhất thời ngứa nghề, mong tha thứ. Thư họa sư, ngứa nghề. Thạch đồng tử sạm mặt lại. Xem cái cửa đá cũng ngứa. Còn có cái gì không ngứa sao? Sao không có ngứa chết ngươi? Ngươi là tượng đá, không hiểu loại cảm giác này cũng rất bình thường. Trương Huyền cười ha ha một tiếng, tiện tay ở trên bờ vai của đối phương vỗ một cái, vẻ mặt đồng tình đi đến một cái cửa đá. Ngươi, không nghĩ tới bị chế giễu, Thạch đồng tử tức đến nghiến răng nghiến lợi. Khâu Ngô cổ thánh cả đời làm người chính trực, sao lại thua một học sinh để cho người ta nghiến răng, hận không thể đánh một trận như vậy. Nói thật, quả thực quá khác nhau. Để ngươi tuyển cửa đá, ngươi còn ngứa. Không đúng. Trong lòng nghiến răng nghiến lợi, nhìn về phía phương hướng thanh niên đi qua, đột nhiên ngây người, trong mắt tràn đầy khó tin. Kẹt kẹt. Đi vào một cái cửa đá, thanh niên biến mất ở trước mắt. Hắn tuyển cái này, đây chính là... Hắn làm sao làm được? Chương 3039, ta ngứa hai. Con mắt chớp chớp, tượng đá không nhúc nhích, làm sao cũng phản ứng không kịp. Vốn cho rằng tên này cái gì cũng không biết, 99 cánh cửa, lại tuyển thế nào cũng tìm không thấy, không nghĩ tới tùy tiện tuyển liền tiến vào. Vận khí tốt, cũng phải có thực lực mới được, tên bên trong kia nóng nảy hơn ta nhiều lắm, hơn nữa xưa nay sẽ không lưu tình, chọn đúng không nhất định hữu dụng. Còn có thể sẽ chết ở bên trong. Thạch đồng tử tràn đầy khiếp sợ, cuối cùng vẫn hừ một tiếng. Cửa đá kẹt kẹt một tiếng đóng lại,
Dọc theo thông đạo đi về phía trước mấy bước, Trương Huyền đang muốn nhìn một chút xem bốn phía có cái gì, lập tức cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn bỗng nhiên kéo tới, thân thể kìm lòng không được lắc lư. Cỗ áp lực này bay thẳng linh hồn, mang theo lực lượng xé rách, hình như hơi không cẩn thận sẽ bị nghiền thành bột phấn. Là công kích linh hồn. Trương Huyền sầm mặt lại. Công kích linh hồn hắn trải qua không ít, nhưng cuồng bạo như vậy còn là lần đầu tiên thấy, trực tiếp xuyên thấu thân thể, khiến người ta cảm thấy như rơi vào thủy triều cuồng bạo, muốn phản kháng cũng làm không được. Phu hồn vận chuyển. Biết bị xâm nhập nữa, làm không cẩn thận sẽ bị trọng thương, hít sâu một hơi, tinh thần Trương Huyền khẽ động, phu hồn lập tức vận chuyển ở trong cơ thể. Mặc dù phu hồn của hắn chỉ là thánh vực cửu trọng đỉnh phong, nhưng trải qua lôi đình rèn luyện, hồn thể càng to lớn vô cùng, công kích của đối phương cuồng mãnh, nhưng kèm theo lực lượng vận chuyển, còn miễn cưỡng ngăn cản được. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh đi về phía trước. Hắn muốn nhìn, rốt cuộc là thứ gì có thể sinh ra công kích linh hồn cường đại như vậy. Kẽo kẹt, kẽo kẹt. Càng đi về phía trước, áp lực càng lớn, lực trùng kích linh hồn càng mạnh. Liên tục đi vài chục bước, Trương Huyền ngừng lại. Tu vi còn quá yếu, kèm theo đi càng sâu, đối diện truyền đến áp lực càng lớn, đã có chút không chịu nổi. Thực sự không được, mượn nhờ khổng sư tinh huyết. Ánh mắt Trương Huyền ngưng trọng. Tuy loại lực lượng kia công kích linh hồn rất lớn, nhưng chỉ cần mượn nhờ khổng sư tinh huyết, nhất định có thể hoàn mỹ triệt tiêu, chỉ là thứ này hết thảy chỉ có 3 giọt, đã bị lãng phí 1 giọt, lúc này dùng, gặp lại dị linh tộc bắt Triệu Nhã, vô cùng có khả năng xuất hiện bị động. Có thể bớt thì bớt, dù sao đây là hộ thân phù mạnh nhất hiện tại của hắn, một khi dùng hết, gặp nguy hiểm liền phiền toái. Lúc trước lần đầu tiên gặp được lôi đình, ta cũng hết cách, cảm thấy bất cứ lúc nào cũng sẽ bị điện giật chết. Về sau đã có thể hấp thu lực lượng trong đó. Cỗ áp lực này, đối với linh hồn có tác dụng xung kích cực lớn, sao không nhân cơ hội rèn luyện linh hồn, để hồn thể càng thêm tinh thuần, có lẽ cũng có thể giống như Lộ Sung, tiến hành vu hồn xuyên toa. Lần trước thấy Lộ Sung, đã cho hắn bí thuật vu hồn xuyên toa, trước đó nghiên cứu qua một lần, cảm thấy trong đó có chút thiếu hụt, không muốn luyện, lại thêm thực lực bản thân khiếm khuyết. Hiện tại có áp lực này, tránh không khỏi trốn không thoát, vừa vặn có thể thử xem. Có lẽ được thu hoạch không tưởng tượng nổi. Bắt đầu. Trong đầu công pháp liên quan tới vu hồn xuyên toa lập tức xuất hiện. Vu hồn xuyên toa là mượn nhờ khe hở ở giữa các hạt không gian, tiến hành xuyên việt. Trước đó ta không thể nào hiểu được hạt không gian, mới phát giác được thiếu hụt rất nhiều, hiện tại diễn không thiên thư đạt tới đệ tứ trọng, cả hai dung hợp, có thể hình thành thiên đạo công pháp hay không? Nhìn công pháp một lần, đột nhiên Trương Huyền ngẩn ngơ. Vu hồn xuyên toa, tuy nói là bí thuật của vu hồn, nhưng trên thực tế là một loại lợi dụng không gian. Hiện tại hắn dung hợp nhiều thư tịch không gian như vậy, đã tu luyện diễn không thiên thư đến đệ tứ trọng, nếu như loại thư tịch liên quan tới không gian này dung hợp, có thể bổ sung thiếu hụt trong đó hay không, để nó không thiếu sót. Chính xác. Tinh thần khẽ động, phù hồn xuyên toa lập tức cùng rất nhiều thư tịch không gian dung hợp lại với nhau, một quyển sách rơi vào trước mặt. Chương 3040, lực lượng huyết mạch Trương gia. Vội vàng đưa tay nắm lại, mở ra, nội dung lập tức chảy vào trong óc, biến thành ký ức. Quả nhiên đạt đến cấp bậc thiên đạo, ha ha. Trương Huyền cười to một tiếng, suýt chút nữa nhảy dựng lên. Phu hồn bí thuật, hắn vẫn muốn tìm kiếm loại công pháp hồn phách bổ sung, không nghĩ tới cái bí pháp này, liên quan đến không gian, thư tịch không gian mới thật sự là đúng bệnh hốt thuốc. Trước rèn luyện hồn thể, lại tu luyện cái này. Tạo thành thiên đạo công pháp, Trương Huyền lại không lo lắng. Khoanh chân ngồi xuống, tinh thần khẽ động, vu hồn từ mi tâm nhảy ra ngoài. Xì 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 xì. Hồn phách không còn thân thể bảo vệ, áp lực càng lớn, trong nháy mắt Trương Huyền giống như ngã vào trong gió lốc, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé nứt. Tâm như bàn thạch, vu hồn như núi. Biết càng không vững vàng, càng dễ bị xé nát, tinh thần Trương Huyền tập trung cao độ, trong đầu hiện ra hình dáng một ngọn núi lớn, chính là Bạch Khê Sơn. Trong pháp quyết tu luyện vu hồn, có một loại quan tưởng thuật, quanh năm quan tưởng, sẽ để cho lực lượng càng thêm thuần chính, tỉ như quan tưởng hỏa diễm, sẽ để cho hồn lực biến cực nóng, quan tưởng hàn băng, sẽ để cho hồn lực âm hàn như tuyết. Lúc Trương Huyền bắt đầu tu luyện, sử dụng qua loại bí pháp này, nhưng kèm theo thực lực càng ngày càng mạnh, tu luyện cũng không có phiền toái như vậy, không cần quá phí tâm, giờ phút này cảm nhận hồn thể sắp bị xé rách, lần nữa phát huy ra. Ông, vừa quan tưởng ngọn núi, trước đó hồn phách lay động. Nhất thời vững chắc xuống,
giống như ngọn núi đứng ở trong gió lốc, mặc ngươi gió táp mưa rào, ta sừng sững bất động. Trương Huyền ổn định thân hình, hít sâu một hơi, đưa áp lực vào trong cơ thể, không ngừng chui luyện linh hồn có chút mập. Kéo kẹt, kéo kẹt. Hồn thể to lớn ở dưới lực lượng rèn luyện, càng thêm tinh thuần. Lực lượng hơi yếu, tiếp tục đi về phía trước. Mấy phút đồng hồ sau, cảm thấy thích ứng áp lực, đối với hắn đã không có lực ảnh hưởng gì, đi về phía trước mấy bước, lần nữa ngồi xuống, tiếp tục rèn luyện. Bên ngoài cửa đá, Thạch Đồng Tử đứng tại chỗ không nhúc nhích, lần nữa mở mắt. Nhìn tên kia thế nào rồi? Gia hỏa kia coi như không cần tự mình ra tay, chỉ bằng vào thân thể phát ra lực lượng, cũng có thể để hắn không cách nào tiến lên, thậm chí linh hồn sụp đổ. Khẽ hừ một tiếng, ngón tay điểm ra, trên không lập tức xuất hiện một bức tường ánh sáng, hiện ra tình huống trong thông đạo của Trương Huyền. Cái tên này hẳn là... Hả, đây là có chuyện gì? Đột nhiên Thạch Đồng Tử sững sờ tại nguyên chỗ, hai mắt trợn tròn xoe, dường như muốn từ trong hốc đá rơi ra. Chỉ thấy trong bức tường ánh sáng, thanh niên đang đứng ở trong đường hầm, hai tay chống nạnh, vẻ mặt phẫn nộ cùng tức giận. Áp lực đâu, có bản lĩnh ngươi đi ra, ta còn không có hấp thu đủ, còn không có luyện xong. Nhỏ như vậy, cũng dám đi ra khoe khoang, nếu không ra, tin ta phá hủy thông đạo này hay không? Hắn đang kêu gào. Thạch Đồng Tử lay động, thiếu chút nữa ngất đi. Còn tưởng rằng vị kia ở trong thông đạo ra tay, chỉ bằng vào khí tức trên người tỏa ra, liền có thể đánh ngất hắn, thậm chí tươi sống đẻ chết. Nằm mơ cũng không có nghĩ đến, tên này không những không có việc gì, còn cảm thấy áp lực của đối phương quá nhỏ. Quái thai từ nơi nào xuất hiện, quá hồ đi. Được rồi, đã không có áp lực, ta liền tiến vào. Kêu gào nửa ngày, thấy áp lực biến mất không thấy hình bóng, thanh niên tràn đầy bất đắc dĩ đi thẳng về phía trước. Nói thật, cũng không phải Trương Huyền giả bộ, mà là áp lực này thực sự quá làm cho người ta buồn bực. Mới vừa rồi tu luyện vui vẻ, cảm thấy hồn thể nhỏ đi không ít, đối phương lại đột nhiên biến mất. Đổi lại ai cũng sẽ cảm giác tức giận, dù sao, lại tu luyện một hồi, liền có khả năng thi triển vu hồn xuyên toa, từ đó sức chiến đấu đại tăng. Nhìn xem đến cùng là cái gì thả ra áp lực, không bằng đoạt đi, để hắn thỏa thích thi triển. Trương Huyền tiếp tục đi về phía trước. Phần phật, mới đi mấy bước, chuyển qua một khúc quanh, đột nhiên thân thể run lên, cảm thấy một cỗ sóng khí bắn thẳng tới. Thân thể vội vàng co rụt lại, dán chặt bức tường. Phốc, vách đá lập tức xuất hiện một lỗ thủng không lớn. Thật mạnh, Trương Huyền nhìn một cái, lông mày dương lên. Vừa rồi bắn tới, không phải ám khí cũng không phải kiếm khí công kích, mà là một giọt nước phổ thông. Một giọt nước đâm thủng cương khí hộ thân của hắn, đâm thủng vách đá, người ra tay với hắn, thực lực chỉ sợ ít nhất cũng đạt đến đại thánh cấp. Xem đến cùng là cái gì, rồi quyết định sử dụng khổng sư tinh huyết hay không. Bàn tay siết lại, bất cứ lúc nào cũng sẽ kích hoạt, chần chờ một chút, Trương Huyền vẫn dừng lại, tiến về phía trước một bước. Khổng sư tinh huyết dùng một giọt thiếu một giọt, tuyệt không thể dùng linh tinh. Dầm. Vừa đi ra khúc quanh, lần nữa nhìn thấy mấy chục giọt nước không lớn bắn tới thật nhanh, tốc độ cực nhanh, phong tỏa đường lui bốn phía. Những giọt nước này, mặc dù không có ẩn chứa chân khí lợi hại, nhưng tốc độ thực sự quá nhanh, lấy lực lượng của hắn bây giờ, đụng tới cũng sẽ trọng thương, thậm chí bị chém giết. Kích hoạt huyết mạch. Biết giờ phút này không có cách nào trốn tránh, tinh thần khẽ động, trước đó hưng kiếm thánh cho huyết mạch trương ra, lập tức thiêu đốt một giọt. Hô! Thời gian tước mắt giống như trở nên chậm, trước đó giọt nước còn nhanh chóng phóng tới, lúc này tất cả đều chậm chạp, mắt thường có thể nhìn ra hết sức rõ ràng. Ngón tay duỗi ra, nhẹ nhàng điểm một cái. 3. Giọt nước lập tức bị phá vỡ, ngón tay liên tục điểm tới, trước mắt lơ lửng mấy chục giọt nước toàn bộ biến mất, lúc này Trương Huyền mới thở phào nhẹ nhõm, con mắt sáng lên. Không hổ là huyết mạch Trương gia, so với huyết mạch Lạc gia càng thêm cường đại, vừa sử dụng, lập tức hiện ra không tầm thường. Nếu như không có loại lực lượng này, tất nhiên sẽ bị giọt nước kích thương, mà bây giờ, tốc độ nhanh như vậy, ở trước mặt hắn, lại giống như ốc sên, không tạo thành uy hiếp. Bất quá chuyện này đối với tinh huyết tiêu hao cũng quá lớn. Tuy hưng phấn, nhưng nhìn thấy tốc độ tinh huyết tiêu hao, Trương Huyền bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ phá vỡ mấy giọt nước, vậy mà trong nháy mắt dùng hết tiếp cận 1/2 giọt tinh huyết. Nói cách khác, Trương gia hao tốn vô số tâm huyết mới ngưng luyện ra 3 giọt huyết dịch, vừa rồi chiến đấu, 1/6 triệt để không còn. Tự mình trải qua, cũng cảm thấy quá mức lãng phí.
Hô! Tinh thần khẽ động, từ trong trạng thái thời gian tăng tốc khôi phục lại, cảnh tượng trước mắt lần nữa khôi phục bộ dáng trước đó. Lúc này mới phát hiện, đang đứng ở trong một đại sảnh rộng lớn. Chính giữa đại sảnh là một ao nước to lớn, đường kính không dưới vài trăm mét, dòng nước trong đó cuồn cuộn sôi trào, giống như nấu sôi. Đang kỳ lạ, cái ao nước này làm sao lại bắn ra giọt nước tốc độ nhanh như thế, liền nghe dưới nước nổ vang kịch liệt, một vật kỳ quái từ bên trong chui ra, thẳng tắp bay lên. Rầm, giọt nước bắn tung tóe, trong nháy mắt bắn ra bốn phía. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 128.